cao lĩnh chi hoa thiên chi kiêu tử ái tình não đế vương viết nhân gian thanh tỉnh nguyễn nhi bất nhược trà xanh thứ nữ chúc tư trước khi chết biết được chuyện mình thất trinh chính là bị phu quân đích tỷ liên thủ tính kế huyết thân của mình cũng đều qua đời không một cái chết già mở mắt ra lần nữa nàng trở lại bữa tiệc săn bắn mùa thu năm 16 tuổi đối diện với vị đế vương trẻ tuổi ngồi một mình trên đài cao tuấn mỹ vô trù kia nàng nhếch khóe môi chính là ngươi thiên cổ nhất đế tương lai của phiến đại lục này một đời bạo quân ngày sau tung hoành thiên hạ quy chấn vũ trụ lại tráng niên mất sớm đại tần vũ đế yến tu kiếp trước nàng bị đưa đến yến tu trên giường sau hốt hoảng thoát đi từ đó mở ra nàng ẩm đạm khúc chiếc nhân sinh kiếp này nàng không chạy trốn nàng muốn làm nữ nhân đầu tiên của tần vũ đế nàng nếu không chọn thủ đoạn leo lên trên nàng muốn lợi dụng tay yến tu lần lượt đòi mạng kẻ thù chỉ là bạo chúa sao lại không giống như trong tưởng tượng. Khó dỗ lại khó chơi, ngây thơ còn dễ lừa. Khôi phục trí nhớ kiếp trước anh chồng trước cũng thâm tình chân thành dáng lên. Tư gia, không bằng chúng ta làm lại từ đầu. Thù lớn được báo, đêm trước khi phong hậu, chúc tư gia một mồi lửa đốt trường nhạc cung giả chết thoát thân. Trời đất bao la, ta không cần lại vây khốn tư tình nhi nữ, nhốt trong thâm cung phàn lung. Nào biết sau khi nàng giả chết, Yến Tu điên rồi. Đế vương trẻ tuổi tóc mai tuyết rơi, ông hoa phục của nàng ngồi khô trên phế tích trường lạc cung ba ngày ba đêm, càng bất chấp sai lầm lớn nhất của thiên hạ đem linh vị của nàng mang vào triều đình làm bạn. Người người đều nói, nàng thành đế vương trong lòng không cách nào phai mờ bạch nguyệt quan. Hôm nay đứa nhỏ ba tuổi, trong góc không người, đế vương đỏ mắt từng bước ép sát. Ngươi làm sao dám để cho đại tần thái tử lưu lạc ở bên ngoài? Chương 1 cầm thuốc biến độc dược. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Phi, lúc ở Mai Viên ngươi nghe được những gì? Ý thức chút tư gia hồi phục, cô mở mắt ra, cầm bị một bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nắm lấy, xúc cảm hơi lạnh làm cho người ta trong nháy mắt tỉnh táo. Mí mắt rất nặng, mỗi một lần chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đều có thể huyển ra mấy tầng hư ảnh, rất dễ dàng khiến người ta ngủ tiếp. Nhưng nàng không dám nhắm mắt nữa, nàng sợ một giấc ngủ này, nàng rốt cuộc không tỉnh lại được, nàng vẫn không thể chết, mẹ của nàng còn cần nàng. Tầm mắt nhìn theo bàn tay này, đối diện với một khuôn mặt nho nhã tuấn giật. Đó là phu quân của nàng, cũng là đương kim nhiếp chính vương đại tần, Yến Hành. Hai hàng nước mắt không tiếng động chảy xuống, chút tư gia ở dưới tay hắn run rẩy thật sự lợi hại, nàng liều mạng lắc đầu. Vương gia, thiếp thân cái gì cũng sẽ không nói ra. Cuối cùng, nàng lại cầu khẩn bổ sung khẩn cầu vương gia nể tình thiếp thân tuân thủ quy củ an phận thủ thường nhiều năm như vậy cầu ngài buông tha thiếp thân lần này vương gia ngài không phải đã nói rồi sau này muốn cùng thiếp thân sống thật tốt sao yến hành nhẹ nhàng buông nàng ra thần sắc mang theo vài phần phức tạp lần này nàng muốn mạng của ngươi hai canh giờ trước mai viên của nhiếp chính vương phủ mỗi khi tuyết rơi Chúc tư gia đều tự mình đến vườn mai hái hoa, đắp tuyết mới, dùng để ủ rượu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trong tiểu đình gốc Tây Nam chợt truyền ra tiếng khóc nhẹ nhẹ của nữ tử, tiếp theo là an ủi khiến người ta ôn nhuận an tâm của nam tử. Hoàng Nhi là tử vi tinh chuyển thế, thánh mệnh trong người, không có việc gì. Nhưng lần này hắn sốt rất nghiêm trọng, Thái Y nói nếu hắn không chịu nổi đêm nay, chỉ sợ. Chỉ sợ cũng ô ô ô. Nghe đến đó, chút tư gia ngừng thở dừng bước, im lặng đứng lặng trong rừng mai, mặc cho tuyết động trên cây mai rơi xuống vai. Tình cảnh này, nàng đã sớm nhìn quen lắm rồi, thậm chí hai người trước kia cho dù ở trước mặt nàng thân thiết, nàng cũng gặp mặt không hồng tâm không nhảy giúp hai người khép cửa lại. Không quấy rầy hai người thì tốt hơn. Trong đình tự như tân hôn yến nhĩ phu phụ thân thiết một đôi bích nhân, chính là đích tỷ của nàng, đương kim đại tần chiêu đức thái hậu chúc tương nghi cùng phu quân của nàng. Hôm nay tuổi còn nhỏ, giang sơn đại tần bấp bênh, chúc tư nghi và yến hành thuận lý thành chương trở thành người cầm quyền chân chính của đế quốc, một người buông rèm chấp chính, một người triều đường tá chính. Đặc quyền tối cao đều nắm giữ trong tay hai người này. Ta thường xuyên nửa đêm mộng hồi, tiên đế đến ta trong mộng hướng ta đòi mạng, chất vấn ta vì sao phải để một tên giả chủng tiếp nhận giang sơn của hắn, hắn muốn trả thù liền trả thù ở trên người ta. Hoàng Nhi hắn mới 10 tuổi. Từ khi hắn lên ngôi đã bị bệnh hết lần này đến lần khác, có phải quỷ hồn tiên đế quấy phá hay không? Chúc Tư Nghi cảm xúc kích động, nghẹn ngào chôn vào trong lòng Yến Hành. Con hoang. Gió bắt thổi qua, mang theo hàng khí thấu xương, da đầu Chúc Tư Gia không khỏi căng thẳng tê dại. Yến Hành khẽ vuốt tóc mai Chúc Tư Nghi, ôn nhu nói, Hoàng Nhi là hài tử của chúng ta, đường đường chính chính hoàng thất huyết mạch, làm sao có thể là giả chủng. Hoàng huynh hắn đã băng hà ba năm, sớm hóa thành một đống xương trắng trong đế lăng, tư nghi, ngươi không cần lo lắng. Hiện nay thiếu niên thiên tử, huyết mạch duy nhất của vũ đế lại là loại nhiếp chính vương. Nơi đây không nên ở lâu. Chúc tư gia nhất váy lên muốn lặng lẽ bỏ đi, nhưng nàng vô ý va chạm đến tuyết rơi trên cạnh mai đầu, thanh âm kinh động hai người lại sau đó nàng liền mất đi ý thức thẳng đến giờ phút này mở mắt tỉnh lại yến hành ông nàng ngồi xuống ghế gỗ đàn ấn chặt tay nàng lên mặt bàn bất quá ngươi yên tâm ta cầu xin nàng hồi lâu nàng rốt cục buông lỏng đồng ý không lấy mạng ngươi tư gia ngoan nhịn một lát sẽ không đau nữa anh đã hứa với em sẽ sống tốt với em sẽ không phụ em nữa chúc tư gia vô cùng hoảng sợ ngươi ngươi muốn làm gì yến hành hai mặt khó xử chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật trừ lần đó ra chỉ còn lại người miệng không thể nói tay không thể đọc hắn đúng là muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình cắt đứt gân tay chân của mình chút tư gia lớn tiếng kêu trên cầu xin tha thứ yến hành ngươi không thể đối với ta như vậy ta biết ngươi hận ta hận ta trước khi kết hôn thất trinh còn muốn gả cho ngươi ngăn cản ngươi cùng thái hậu đường nhưng năm đó ta cũng là bị hãm hại mẹ ta còn đang lẻ loi hiu quạng ở Yến Vương Phủ, thế gian chỉ còn một mình ta có thể tận hiếu với bà ta. Yến Hành quyết định nói ra bí mật giấu giếm nàng. Salet, có một chuyện ta không đành lòng nói cho ngươi, hai năm trước, nhạc mẫu biết được đệ đệ ngươi ở lưu đầy lĩnh nam trên đường bệnh chết, nàng chịu không nổi đã kích, vào lúc đó buông tay nhân gian. Mẫu thân dĩ nhiên đã qua đời hai năm. Người thân cuối cùng của nàng trên đời này cũng đã rời bỏ nàng đây chính là nguyên nhân yến hành hai năm nay giam cầm nàng không cho phép nàng bước ra khỏi phủ một bước sau trong đầu chút tư gia trống rỗng tiếng nổ vang quanh quẩn không dứt mà yến hành thừa dịp nàng phân thần chưa hồi phục rút ra một con dao nhỏ cực nhỏ cực mỏng không chút do dự cắt đứt tay nàng cắt đứt gân tay của nàng mười ngón tay liền tâm trong giây lát chút tư gia hai tay đều là máu thịt mơ hồ gân cốt lật ra ngoài nàng tận mắt nhìn tay của mình bị cắt đến da tróc thịt bông, đau đớn cực lớn một lần lại một lần tưới tiêu toàn thân. Yến hành. Tại sao? Tại sao phải đối xử với ta như vậy? Ngươi giết ta đi. Ngươi giết ta đi. Vết máu đỏ tươi trải rộng toàn thân hai người bọn họ, chút tư gia ở trong lòng Yến hành thống khổ cuộn mình, tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng, vang vọng phủ đệ. Cắt đứt gân tay của nàng, yến hành rót cho nàng một chén thuốc nóng hổi trong mắt nửa mê ly nửa thống khổ an ủi nàng uống chén thuốc này đi sau này ngươi muốn nói gì ta cũng nói thay cho ngươi thuốc câm loại thuốc câm gì lại khiến lục phủ ngũ tạng đều đau đến run rẩy yến hành còn chưa phát hiện dị thường của người trong lòng chút tư gia sinh ra vô cùng tốt cho dù thống khổ đến mức bộ mặt vặn vẹo rơi vào trong mắt hắn cũng sinh ra một loại mỹ cảm yếu ớt bị lăn ngược sắp chết tư gia, năm đó là ta cùng đích tỷ của ngươi tự tay đưa ngươi tới giường hoàng huynh, khi đó ta hận ngươi cực kỳ, một lòng muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Ngươi vẫn không chịu nói, nhưng ta vẫn luôn biết là hoàng huynh chạm vào ngươi. Về sau đêm đại hôn của chúng ta ta vốn định giết ngươi, nhưng ngươi vén khăn voan lên, thành thật nói cho ta biết ngươi đã thất trinh, muốn ta bỏ ngươi để ngươi rời đi một khắc kia, dưới ánh nến dung nhang của ngươi thật sự rất đẹp, ta bỗng nhiên liền mềm lòng. Tiến hành ông nàng tự nói tự nói, nước mắt lạnh như băng rơi xuống trên người chút tư gia. Hắn thậm chí không phát hiện người trong ngực dần dần mất đi nhiệt độ cơ thể. Phía đông trời đã lộ ra cá bụng trắng, hắn đang ảo tưởng cùng tương lai của nàng, thật tình không biết, chén kia thuốc câm bị thái hậu đổi thành độc dược. Thân thể cô hoàn toàn lạnh thấu, so với tuyết ngoài cửa sổ còn lạnh hơn. chút tư gia đứng trên một mảnh biển hoa màu đỏ, cuối biển hoa là mẫu thân, đệ đệ mùi mùi của nàng vẫy tay với nàng, trước người phía sau sương mù dày đặc mờ mịt, nhưng trong sương mù khuôn mặt thân nhân rõ mồn một trước mắt. Lòng bàn chân nàng nhẹ nhàng bay về phía bọn họ. Phía trước có một hàng rào vô hình ngăn cách cô với những người thân yêu, những người lắc đầu về phía cô bên ngoài hàng rào và nói với cô bằng khẩu hình của họ. Quay lại đi. Chương 2 Người chính là Thái Hậu đưa tới động phòng cung nữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chút nhị tiểu thư, tỉnh lại, tỉnh lại. Chút tư gia xa vào ở bị độc sát cực lớn đau đớn bên trong, lại có thể nghe được tiếng người lúc, nàng mãnh liệt mở mắt, trước mắt là cả sảnh khách khứa, đèn đuốc huy hoàng cảnh tượng. Yến hành lừa nàng. Đây là phản ứng đầu tiên của nàng. Bát thuốc kia căn bản không phải là một chén thuốc câm bình thường, mà là một chén độc dược dồn nàng vào chỗ chết. Cái gì chó má cùng nàng hảo hảo sống qua ngày, tất cả đều là lừa gạt lời của nàng đã muốn giết nàng, cần gì phải cào nát bàn tay của nàng tra tấn nàng trước. Đầu lưỡi mùi máu tươi còn chưa tiêu tán, đó là nàng bởi vì không thể chịu được độc dược thiêu đốt nội tạng, cho nên cắn đứt đầu lưỡi chính mình mùi vị. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Bên tay trái ngồi thiếu nữ tay vực tóc nâu mắt xanh, bên tay phải ngồi phu nhân nam cương toàn thân trang sức bạc len ken rung động, đối diện là các loại nam tử hoa phục đủ loại màu sắc, quần áo khác nhau rồi lại chẳng phân biệt được ta và ngươi kính rượu lẫn nhau. Chút tư gia được người ta mạnh mẽ nâng dậy. Nàng đầu nặng chân nhẹ, hỗn độn hỗn độn, cả người lân lân, hoàn toàn bị vây ở thế ngoại, hai mắt hoảng loạn đánh giá từ trên xuống dưới. Tầm mắt vội vàng đảo qua, cách mấy cái bàn dài bày đầy, đầy long can phượng tủy, ở địa vị cao cuối bàn dài, rõ ràng ngồi đại tần vũ đế yến tu mặc hoa phục màu đen. Ánh sáng trên người còn hơn cả dạ Minh Châu treo đầy trời trong yến hội. Đại tần Vũ Đế Yến Tu, đế vương có thành tích nhất, công tích vĩ đại nhất từ khi khai quốc tới nay, sụp đổ vào đầu năm kiến ninh thứ 8, hưởng thọ 36 tuổi. Nhưng hiện tại, hắn đang yên đang lành ngồi một mình trên đài cao, dung quan tỏa sáng, không nói lời nào, một tay chống đầu, mắt phượng hiếp lại, thờ ơ quan sát mọi người dưới chân. Gió đêm vùng hoang dã nhẹ nhàng thổi qua ống tay áo của đế vương trẻ tuổi, động cũng là xuân tâm của vô số thiếu nữ dưới đài. Chúc nhị tiểu thư, ngài uống say rồi, nếu là không cùng nô tỳ đi xuống nghỉ ngơi, ngự tiền thất nghi chính là trọng tội a. À. Giọng nữ tử bên tai vội vàng lo lắng. Chúc tư gia cái gì cũng nhớ ra. Nàng vừa chết, vừa mở mắt khoảng cách bên trong, về tới 16 năm trước cả đời khó quên cái kia đêm. Hoàng thất ba năm một lần đại thu săn, vừa vặn vạn quốc đến triều, tứ hải tân khách nối gót tới lễ mừng cả nước, đại tần tổ chức thượng lâm uyển vũ săn quy mô lớn nhất, xa xỉ nhất trong lịch sử tối nay, nàng sẽ được đích tỷ của mình và phu quân tương lai liên thủ đưa đến trên giường vũ đế. Mà vừa rồi, chúc tư nghi mang tới một ly rượu lọc huyết ấm áp, mượn ý bồi tội, tận mắt nhìn nàng uống. Vị cung nữ đỡ nàng, đang muốn đưa nàng đến doanh trướng yến tu, lại cởi áo khoác của nàng ra, để cho quần áo nàng không chỉnh tề yên lặng chờ đế vương. Kiếp trước, nàng bị yến tu lâm hạnh, thất kinh nàng trộm áo choàng của hắn, nửa đêm vùng trộm chạy ra khỏi doanh trướng của hắn nàng mất đi sự trong sạch, lại bởi vì hôn ước của mình và Yến Hành không thể không gả vào giật vương phủ, từ nay về sau mở ra cuộc sống ảm đạm quanh co của nàng. Nhưng bây giờ là bốn năm long xương. Chúc Tư Gia 16 tuổi, võ đế còn ở đây, Chúc Tư Nghi còn không phải chiêu đức thái hậu quyền thế ngập trời tương lai, Yến Hành cũng không phải nhiếp chính vương một tay che trời. Mẫu thân còn chưa ở Yến Vương phủ buồn bực mà chết, mùi mùi còn không có bị thâm cung nát bấy hầu như không còn, không người nhặt xác, ngay cả đệ đệ cũng còn là một thiếu niên nửa tuổi, chưa từng cuốn vào đảng tranh phong ba bị giáng chức làm thứ dân lưu đầy ngoài ngàn dặm. Chúc tư gia hồi tưởng lại kiếp trước đủ loại nhấp nhô, tự ý lui tán, trong nháy mắt khôi phục thần trí. Nếu đã về tới tối nay, hết thảy đều có chuyển biến. Nàng được cung nữ đỡ hạ yến thì, cách biển người, lần nữa trông về phía đế vương trên địa vị cao nhắm mắt dưỡng thần. Yến tu 30 tuổi, nàng đã gặp qua. Khi đó hắn là một thanh hàn nhận ra khỏi vỏ, mũi nhọn tất hiện, hàn khí dữ dội cùng uy lực đế vương khiến sơn xuyên thiên hà đều nhìn mà sợ, nhật nguyệt phụng tinh đều cúi đầu xưng thần. Nhưng như vậy hắn chỉ sống đến 36 tuổi. Hiện tại Yến Tu càng giống một thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, dưới vỏ dài hoa mỹ lãnh tịch, một cái lại một cái điên cuồng cùng giả đang lan tràn sinh trưởng, dưỡng ra một thân kiêu ngạo cùng vinh quang của hắn. Hắn là đệ nhất bá chủ trong tương lai tứ hải là thiên cổ nhất đế trên sự sách công thùy thiên cổ, rất được kính ngưỡng. Cô ấy là người chúc cho tương lai của Scarlet. Trong lòng trướng đế vương, hương lô tử kim long khói xanh lượn lờ, màn trướng sốc lên, một thân ảnh cao ngất hiên ngang chậm rãi đi vào, tùy tùng xung quanh thức thời lui ra, hắn mang vào một trận gió thu lạnh lẽo, khiến hương nước bọc lan khắp phòng. Lòng tiên hương tối nay tự hồ so với ngày thường càng nồng đậm, yến tu nhíu mày hắn đối với tử lượng của mình có nhận thức rõ ràng, cho dù ở trên cao hứng hắn cũng sẽ kiệt lực khắc chế, cam đoan mình có ba phần thanh tĩnh. Nhưng ba phần thanh tĩnh này trong nháy mắt hắn sốc chăn gấm lên, không còn sót lại chút gì. Cẩm bị hạ là tuyệt sắc nữ tử hắn chưa từng gặp qua. Mỹ nhân sáng như trăng trung thu, tươi đẹp như mẫu đơn đông đô, lông mày giống như thanh đại sa sơn, trong mắt hơi nước trong suốt lóe lên, hai má cùng đuôi mắt đều lộ ra một chút mỏng manh đỏ mộng, một đôi môi phấn anh đào no đủ mềm mại, hơi hơi dương ra một độ công khiến người ta mơ màng. Lại nhìn nàng ngọc thể trần hoành, quần áo đơn bạc như cánh ve, quả thực. Quả thực không biết liêm sĩ. Đem hắn trở thành loại hôn quân sắc trí hôn mê này. Yến tu thần sắc như thường, xương gò má cùng lỗ tai lại nhanh chóng nóng lên, đỏ lên, hắn cố gắng dời mắt, hạ thấp giọng nói, để cho mình có thể bảo trì đế vương dáng vẻ uy nghiêm ngươi chính là cung nữ thông phòng thái hậu đưa tới hắn chưa kịp đội mũ lên thái hậu liền hướng trong cung hắn đưa từng đợt lại từng đợt mỹ nhân dĩ vãng những tục vật kia đều bị hắn toàn bộ cự tuyệt khóc lóc bị khiêng đi cho tới hôm nay thái hậu lại đề cập tới việc này hắn cũng không muốn nghe quần thần ân cần nhắc nhở lúc này mới vui vẻ đáp ứng nhưng cung nữ thông phòng này cũng quá lớn mật lại nằm thẳng ở chỗ này ngược lại muốn cho hắn chủ động chẳng lẽ nàng không có nghiêm túc học qua nên như thế nào hầu hạ đế vương sao? Chúc tư gia không trả lời. Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cắn môi dưới, trong mắt thanh ba, hiện ra cùng quần áo hoàn toàn bất đồng thánh khiết. Hương vị long tiên càng nồng đậm, bị nàng ngây thơ nhìn chầm chầm như vậy, ngọn lửa trong lòng yến tu phúc chốc nhảy lên bụng dưới. Bên chân rải rác là áo khoác của cô, trong tay đè lên mái tóc vẫy mực của cô. Thôi, hắn chủ động thì cứ để hắn chủ động đi, những sách ảnh kia hắn không phải chưa xem qua một hai. Yến Tu không nhanh không chậm cởi áo khoác của mình. Gần bình minh, Yến Tu kêu nước nóng bốn lần. Nữ tử dưới thân lần đầu thừa hoang, chịu không được hắn không hề tiết chế dày vò, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Hắn hiện tại đã biết nàng cũng không phải là thông phòng cung nữ, chỉ từ trên người nàng quần áo liền cảm thụ được. Có lẽ là đại thần nhà ai muốn treo cao kết quý thượng vị, đưa đến cho thái hậu không ít chỗ tốt, lấy danh nghĩa cung nữ thông phòng đưa nữ nhi nhà mình đến bên cạnh hắn. đã là gián ngược đưa tới cửa, không chỉ có tướng mạo rất được quân tâm, những chỗ còn lại càng làm cho yến tu yêu thích không buông tay, liền miễn cưỡng thu vào trong cung làm bạn với hắn đi. yến tu ôm chút tư gia ngủ thật say. mặt trời lên cao, yến tu từ trong thỏa mãn tỉnh lại, vừa mở mắt liền đối diện với một đôi mắt sáng khóc đến đỏ lên lông mi dài công công đều bị nước mắt làm ướt thành từng đám, đánh thẳng vào sự mềm mại trong lòng hắn. Đây là đêm người khi dễ tàn nhẫn. Toàn thân hắn vui sướng vô cùng, khó có được tâm tình sang sản, hắn nhẹ nhàng gợi lên một lọn tóc của mỹ nhân thưởng thức, thanh âm lười biến mang theo một tia khàn khàn hỏi. Ngươi là cô nương trong phủ nhà ai? Chương 3 Trẫm bây giờ cũng có thể bóp chết ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chúc tư gia ngừng nức nở giọng nói yếu ớt hồi bẩm bệ hạ thần nữ chính là thứ nữ yến vương phủ chúc tư gia nghe được ba chữ yến vương phủ ý cười nhàn nhạt trên mặt yến tu trong nháy mắt hóa thành hư vô yến vương phủ yến tu nhiều lần cân nhắc ba chữ này thậm chí tức giận cười lạnh hắn rốt cục hiểu được mình đây là bị thái hậu bày ra một đạo muốn đưa một chút tư nghi vào cung còn chưa đủ bây giờ lại muốn hậu cung của hắn toàn là người của Yến Vương Phủ. Yến Tu xanh mặt, không hề tham luyến thái độ nhu tình yếu điệu của nàng, một tay sóc chăn gấm lên, hạ thân tùy ý mặc quần lụa màu đen, ngồi ở bên giường, nửa cúi xuống thắt lưng trầm tư. Chút tư da giấu ở trong chăn gấm, chỉ lộ ra một đôi mắt, nơm nớp lo sợ, nhìn về phía hắn rộng lớn sóng lưng, từ hắn thường thường liếc về phía mình dư quan lý, nhìn thấy không chút che giấu sát ý người bình thường nghe thấy tên của nàng đã sớm sợ đến nhượng bộ lui binh hết lần này tới lần khác yến tu không có phản ứng gì quá lớn khả năng duy nhất hắn căn bản không nhớ được vị hôn thê của yến hành tên là gì hắn một ngày kiếm vạn cơ nào có công phu đi nhớ vị hôn thê của ai họ tên gì bộ dạng như thế nào chúc tư gia kịp phản ứng mình muốn mượn cơ hội bám theo hắn thật sự là quá qua loa nếu hắn biết thân phận của mình có thể hận không thể giết nàng ngay bây giờ hay không? Thôi, chết thì chết, dù sao nàng cũng đã chết một lần. Chúc tư gia quyết định lấy nước mắt của nàng đánh cược một phen. Yến tu phủ thêm áo khoác, xoay người trừng mắt nàng, tràn đầy trào phúng nói. Sao, không đứng dậy, chờ trẫm tiếp tục hầu hạ nàng. Bất quá cùng hắn một đêm sương sớm tình duyên, một tiểu cô nương liền dám như vậy nuông chiều, xem ra Yến vương phủ không chỉ dưỡng hư một nữ nhi chút tư gia bị hắn của trách một trận, sớm chuẩn bị tốt nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống. Bệ hạ thật sự không biết thần nữ là ai sao? Yến tu không kiên nhẫn nhướng mày. Người có thể là ai? Ngoại trừ bộ dạng so với nữ nhân khác đẹp mắt hơn, và mồm cải láo là nửa điểm không ít, nói thật giống như tối hôm qua thoải mái kêu một đêm nữ nhân không phải nàng đồng dạng. chút tư gia che mặt khóc, gầy gò phím hồng hai vai run rẩy vô cùng bất lực thần nữ là tiên đế hạ chỉ tứ hôn với giật vương gia chúc tư gia a giật vương vị hôn thê yến vương phủ nhị tiểu thư chúc tư gia hắn chưa bao giờ gặp qua lại nghe được người khác đàm luận qua nàng khuynh thế mỹ mạo chúc tư gia yến tu đồng tử chấn động chợt cảm thấy ngủ lôi oanh đỉnh hắn không để ý nửa người trên trần trụi nhanh chóng từ bên giường đứng dậy nhảy ra tránh chúc tư gia như rắn rết sắc mặt xanh mét nói ngươi nói lại lần nữa ngươi là ai Chúc tư gia dời tay, lộ ra nửa con mắt ướt sủng. Thần nữ là chúc tư gia, em trai ruột của ngài. Vị hôn thê. Nàng nói được một nửa, yến tu liền nhảy trở lại giường, một tay bóp cổ nhỏ yếu ớt của nàng trầm giọng Nói, ai phải ngươi tới? Thái hậu thật sự là hảo trù tính, dĩ nhiên không tiếc lấy giật vương vị hôn thê cho hắn bố trí lớn như vậy cục, thu sang thịnh điển trọng yếu như vậy thời điểm nàng làm sao dám lấy một quốc gia chi quân như vậy vui đùa. Chút tư gia không ngừng dãy dụ dưới tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trướng vừa đau, nàng cố gắng hấp thu không khí, giải thích. Đúng, là một cung nữ ta căn bản không biết, khụ khụ. Nàng thấy ta tử lượng không tốt, dẫn ta tới. Mạnh hơn nữa là có thể bóp chết cô ấy. Yến tu buông tay ra, mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn kỹ nàng, hoàn toàn quên mất nàng không nói gì. Cung nữ thiếp thân tỳ nữ của chút nhị tiểu thư đâu rồi? Vì sao tử lượng ngươi không tốt không do tỳ nữ của ngươi hầu hạ, muốn cho cung nữ hầu hạ? Nếu ngươi dám nói dối nửa câu, trẫm hiện tại cũng có thể bóp chết ngươi. Hắn cuối cùng cũng buông xuống sát tâm, sự tình còn có đường sống quay về. Chút tư gia gian nan ngồi dậy, đưa tay vén mái tóc dài vẫy mực đến thắt lưng, che đi thân hình trắng như tuyết của mình, nàng bất an cầm chăn, nhìn thẳng hai tròng mắt yến tu đáp thần nữ không dám nói dối nửa câu. Từ trước khi săn bắn mùa thu, thiếp thân tỷ nữ hồng lăng của thần nữ ở trong phủ đã bị trưởng tỷ lấy lý do đại bất kính giam giữ ở trong phủ, thế cho nên. Chúc tư gia khóc đến muôn vàng ủy khuất, thế cho nên thần nữ săn bắn mùa thu lần này, bên người lại không có một ai chiếu cố. Đêm qua thần nữ uống rượu trưởng tỷ đưa tới, cái gì cũng không nhớ rõ. Bệ hạ, thần nữ thật sự cực kỳ sợ hãi, vốn có thể thừa dịp ngài ngủ mà chạy đi, nhưng thần nữ không dám, kính xin bệ hạ tin tưởng thần nữ không phải người hạ lưu như vậy. Yến Tu Rất tốt, ý tứ là hắn rất bị ổi, dù sao khắp thiên hạ dám ngủ với em dâu đế vương, quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bất quá từ lúc nàng nói hắn nhanh chóng phản ứng lại, nguyên lai nàng cũng bị gài bẫy, cũng may nàng đủ tỉnh táo, không có lỗ mãng chạy trốn. Biểu mùi cùng đệ đệ của hắn hảo một cái kế một hòn đá hai chim, hắn cùng chút tư gia chính là hai con chim ngu xuẩn đến đáng thương kia ánh mắt yến tu nhu hòa vài phần hắn nhìn về phía chút tư gia vừa định nói gì đó lại nhanh chóng dời mắt đi chút tư gia sinh ra xuất chúng mỹ nhân đỏ mắt rơi lệ càng có thể làm người ta động dung bình tĩnh qua đi yến tu mới phát hiện hai người bọn họ hiện tại quá mức thẳng thắn thành khẩn đối đãi cô cái gì cũng không mặc không thể so với mình tốt xấu gì cũng mặc quần lót yến tu bất tình không muốn cúi người thay nàng nhặt quần áo bị hắn xé nát trên mặt đất lên ném lên mặt nàng mặc vào rồi nói chuyện với trẫm chúc tư gia cầm quần áo co quắp chui vào chăn thay còn không quên nói cám ơn cám ơn bệ hạ chờ nàng mặc xong yến tu vẫn không có mắt nhìn cái kia quần áo bị hắn tối hôm qua chà đạp thành như vậy hiện tại mặc ở trên người nàng đồng nghĩa với không nhưng yến tu nghĩ lại hắn là thiên tử thiên hạ này không có gì cần hắn lãng tránh, liền không được tự nhiên xoay người nhìn nàng, bên tai lặng lẽ cháy đến đỏ bừng. Việc này, việc này chậm chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp bồi thường cho ngươi, còn có giật vương. Chúc tư gia cười khổ rơi lệ nói. Bệ hạ không định giết thần nữ sao? Đêm qua nàng cầu xin quá ác độc, thanh âm bây giờ còn mang theo khàn khàn. Một là ngươi thật vô tội, chậm cho dù muốn bảo toàn mặt mũi thiên tử một nước giết ngươi, nhưng ngươi cho rằng chuyện này sẽ không bị người khác biết được. Chúc tư gia. Là bởi vì cuộc thi săn thỏ sao? Thời gian thi đấu săn thỏ liền định vào hôm nay cử hành ở Nguyệt Lạc Pha là vì quý nữ trong kinh chuyên môn thiết kế thú vị thi đấu, ai không đi, tất nhiên là vừa xem hiểu ngay. Yến Tu mang theo một chút thưởng thức. Không sai, cậu rất thông minh. Thứ hai, bất quá là thu nữ nhân vào cung, trẫm còn sợ không trấn áp được những lời đồn đãi kia. Chúc Tư gia biết rõ thủ đoạn của Yến Tu, tốt xấu gì cũng là bạo quân khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, đây chính là quá có thể trấn trụ. Yến Tu thấy sắc mặt nàng chuyển biến tốt, cuối cùng từ trong kinh hải tỉnh táo lại, duy chỉ có dấu ngón tay trên cổ và dấu vết các nơi trên người dư dư hết sức rõ ràng. Anh lăng yết hầu, ghé sát chúc Tư gia, nắm cầm cô hỏi: "Em hận bọn họ?" "Hận." "Sao có thể không hận?" chúc tư gia hận không thể đem hai người bọn họ nghiền xương thành tro nhưng trước mắt nàng chỉ có thể rụt trè đáp thần nữ không dám yến tu không dám không có nghĩa là không hận phải không chúc tư gia nhẹ nhàng gật đầu yến tu trượt tay từ trên xuống dưới tốt lắm ngươi được cho là bình tĩnh cũng rất có can đảm cùng trẫm diễn một vở kịch trẫm cho ngươi vị trí mỹ nhân từ nay về sau không cần dựa vào hơi thở của người khác mà sống nữa, người có nguyện ý không? Chương 4 Đem nàng mang xuống loạn côn đánh chết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cùng Yến Tu nhỏ giọng trao đổi xong cảnh diễn kế tiếp, chút tư gia bỗng cảm thấy thoải mái, thay cung trang Yến Tu không biết từ nơi nào tìm cho nàng. Đời này, nàng rốt cục cứu được mùi mùi, đây là nàng sống lại một đời cứu được đệ nhất nhân kiếp trước nàng nửa đêm chạy ra long trướng, lại mạnh mẽ kéo lê mệt mỏi thân thể hiện thân sang thỏ thi đấu, chúc tư nghi nhìn thấy nàng lúc cùng thấy quỷ giống nhau. Hết lần này tới lần khác chúc tư nghi vì chuyện lên men đêm qua, đã sớm sai người đồn đãi rộng rãi, nói yến tu đêm qua lâm hành chính là một gã thứ nữ yến vương phủ. Bất luận lời đồn là thật hay giả, nhưng yến tu trướng bị nâng vào mỹ nhân là sự thật, yến vương phủ gấp đến độ sức đầu mẹ tráng cuối cùng quyết định để mùi mùi thay thế nàng vào cung. Nhưng chưa vào cung được mấy năm, mùi mùi đã hương tiêu ngọc vẫn, trước khi chết ngay cả mặt Yến Tu cũng không thấy mấy lần. Quả đắng của nàng nên do chính nàng gánh vác, không thể để mùi mùi thay nàng thừa nhận. Yến Tu ném trang phục của cậu cho Chúc Tư Gia. Thay quần áo cho trẫm. Chúc Tư Gia vừa thay quần áo cho Yến Tu, ngoài trướng liền truyền đến tiếng đại thái giám xé rách cổ họng. Thái hậu nương nương giá lâm yến tu trên mặt tựa như mây đen bao phủ trực tiếp phất tay áo xoay người đi quan hệ giữa võ đế và mẹ đẻ không hòa thuận sử quan có ghi chép rõ ràng nhưng chúc tư gia không ngờ hai mẹ con lại bất hòa đến mức này rèm cửa xốc lên thái hậu mang theo đoàn người hùng hùng hổ hổ đi vào trong đám người theo sát phía sau nàng thình lình xuất hiện thân ảnh yến hành chúc tư gia nhanh chóng quỳ trên mặt đất hành lễ một mặt nặng nề vùi đầu xuống một mặt ở trong lòng cảm khái nói yến hành thật sự là tính toán tốt phải đương sự vị hôn phu của hắn tự mình xuất mã mới có thể đem hành vi hoang đường của nàng cùng yến tu tiến thêm một bước chứng thực bệ hạ hôm nay không đi săn nhưng là có cái gì không khỏe vẻ mặt trương thái hậu ân cần cũng không đạt tới đáy mắt bà thậm chí còn chưa phát hiện dị thường trong mắt không cách nào che giấu vui sướng thành công bà trực tiếp xem nhẹ chút tư gia cúi đầu cúi đầu đi tới sau khi yến tu thân Yến Tu lãnh đạm đáp. Cũng không khỏe, Thái Hậu lo lắng nhiều. Trương Thái Hậu giảng mặt, tiếp tục truy hỏi. Vậy là tốt rồi, cung nữ đêm qua có thể trả. Scarlet, tại sao cô lại ở đây? Giọng nam đột ngột cắt đứt lời Trương Thái Hậu. Yến Hành thấy chút tư gia quỳ gối trên thảm đã lâu không đứng dậy, khóe mắt muốn nứt ra. Chút tư gia ngước mắt, đối diện với khuôn mặt quen thuộc khiến cô vừa ghét vừa sợ kia, Nước mắt đã chuẩn bị tốt toàn bộ tràng mi, thanh âm run rẩy bất lực đến không còn hình dáng. Vương gia. Cho dù nàng đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, nhưng khoảnh khắc gặp lại yến hành này, hận ý mãnh liệt cùng đau đớn thấu xương vẫn khiến cả người nàng mệt mỏi, không ngừng run rẩy. Trên tay thậm chí có cảm giác đau đớn trải qua trước khi chết. Tư gia. Ngươi là yến vương phủ chúc tư gia. Trương Thái hậu không rét mà run, nàng hiện tại mới kịp phản ứng. Quỳ gối trên thảm nữ tử kia căn bản không phải Chúc Tư Nghi. Nếu là Chúc Tư Nghi, nàng đã sớm như thường ngày chạy đến bên cạnh mình làm nũng, căn bản không có khả năng quy củ quỳ xuống hành lễ như vậy. Trong trướng ngoại trừ Trương Thái hậu và Yến Hành, cùng đến còn có Tương Vương Yến Vi, cùng với mấy cung nữ bên cạnh Thái hậu. Yến Tu chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào, làm bộ như không thèm để ý liếc Chúc Tư gia một cái. Không phải chỉ là thứ nữ Yến Vương phủ, trẫm đêm qua sủng hạnh nàng. Thái hậu có gì nghi ngờ? Trương Thái hậu cấp hỏa công tâm, thiếu chút nữa đứng không vững, Yến Vi thấy thế tiến lên đỡ nàng bổ sung. Phụ hoàng cho lục ca tứ hôn đối tượng, chính là chúc nhị tiểu thư chúc tư gia. Yến Hành thấy cơ hội quỳ trên mặt đất, trong cổ họng cứng trắng nặng ra vài phần mất mát. Khẩn cầu bệ hạ cùng Thái hậu nương nương vì vi thần làm chủ. Yến tu mặt không có huyết sắc. Chúc tư gia cảm khái diễn xuất của hắn lại cao siêu đến mức này bất quá giây lát, hắn liếc về phía Thái Hậu, trên khuôn mặt tuấn Mỹ vô trù hiện lên âm trầm cười lạnh. Trẫm vì sao lại vô duyên vô cớ sủng hạnh chút nhị tiểu thư, Thái Hậu không phải so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn sao? Trương Thái Hậu thở gấp, tâm như nổi trống, cứng trắng ngồi trên ghế giữ bình tĩnh. Ai gia đêm qua rõ ràng an bài danh thông phòng cung nữ, làm sao lại biến thành chút nhị? Nàng nhướng mày, đưa tay chỉ chút tư gia giận dữ mắng nhất định là ngươi. Là chính ngươi không biết liêm sĩ, tham danh đồ lợi, giật vương phi một vị đã không thỏa mãn được khẩu vị của ngươi, hiện tại dám đem chủ ý đánh tới trên người bệ hạ. Việc này nếu là truyền ra ngoài, ta đại tần danh vọng còn ở đâu? Người đâu, đem cái này đồi phong bại tục tiện nữ kéo xuống loạn cung đánh chết. Nàng hiện tại thầm nghĩ mau chóng đem chút tư gia trừ sau đó nhanh, để tránh tra được cái gì không nên tra đồ vật. Hai trưởng sự ma ma trong hậu cung trương thái tinh thông nhìn mặt nói chuyện, lúc này xoa tay đi về phía chúc tư gia. Chúc tư gia nhanh chóng bò đến bên người yến tu, ông chặt chân hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thần nữ nguyện lấy tính mạng của 72 người trên dưới yến vương phủ làm bảo đảm, cầu ngài điều tra rõ việc này. Thần nữ đêm qua tại yến tiệc không thắng tử lượng, một cung nữ nhắc nhở thần nữ không được tại ngự tiền thất nghi, muốn mang thần nữ hạ yến nghỉ ngơi kế tiếp chuyện xảy ra thần nữ cái gì cũng không nhớ rõ. Mỹ nhân thân hình đơn bạc, than thở khóc lóc kể lễ, sau lưng một đôi xương hồ điệp trung chảy ra độ công đáng thương, tự như con bướm khô mệnh treo một đường vào mùa thu. Thú vị, diễn xuất không tệ. Yến tu âm thầm nhếch khóe môi. Đánh cực tính mạng cả nhà 72 người cũng phải tranh giành trong sạch, nàng diễn trò không khỏi làm quá ác. Hắn đột nhiên mềm lòng, cùng chúc tư gia nói chuyện ngữ điệu hòa lẫn nhu hòa trẫm sẽ vì ngươi quyết định bệ hạ mặc dù chúc nhị tiểu thư trong sạch vô tội nhưng hôm nay nàng chỉ có chết mới có thể bảo trụ danh dự hoàng gia giật vương phi không có lại chọn một cái tứ hôn chính là trước mắt là trăm năm khó gặp thu sang đại điển nếu là xảy ra biến cố gì ta đại tần làm sao lập tứ hải chi uy trương thái hậu vẫn không buông tha mẫu hậu không nói lời nào liền muốn xử tử chúc nhị tiểu thư có bất công hay không có phải tại cỏ rác mạng người có phải hay không cân nhắc qua sẽ làm lạnh đại tần trăm vạn mênh mông thần dân tâm chẳng lẽ tại mẫu hậu trong mắt tại thiên hạ trong mắt trẫm chính là tùy ý người khác lừa gạt không phân biệt thì phi hôn quân sao thiên tử chi nộ nhẹ thì máu tươi ba thước nặng thì phục thi trăm vạn yến tu vênh váo hung hăng âm lượng vang tận mây xanh tất cả mọi người trong ngoài trướng ngoại trừ thái hậu thấy thế đều quỳ xuống hắn chụp cho trương thái hậu một cái mũ cao như vậy trương thái hậu muốn bồi bổ như thế nào hiển nhiên đã không làm nên chuyện gì yến vi vẫn đứng ngoài quan sát bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở bệ hạ thái hậu nương nương thứ cho vi thần cả gan chuyện cho tới bây giờ chúc nhị tiểu thư nhất định phải phong tấn vị phân nên đón vào trong cung làm bạn với bệ hạ yến tu nhướng mày lão thất lời này nói thế nào? Yến Vi bất đắc dĩ giải thích. Chuyện chút nhị tiểu thư vắng mặt trong cuộc thi săn thỏ đã truyền ra trong doanh, mà ngay từ nửa đêm qua, lời đồn bệ hạ sủng hạnh thứ nữ Yến Vương Phủ liền bắt đầu truyền ra. Sáng sớm hôm nay, quý nữ kinh thành ở trong cuộc thi săn thỏ mọi người bàn tán xôn xao, Yến Vương Phủ tổng cộng có năm thứ nữ, người vắng mặt chỉ có chút nhị, thậm chí đích nữ Vương Phủ đều xuất hiện ở cuộc thi săn thỏ. Cho nên mọi người đều biết, nữ tử đêm qua vào lòng trướng của bệ hạ, là chúc tư gia. Chương 5 Chúc tưởng nhớ gia chính là trẩm chúc mỹ nhân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tương Vương, người nói tư nghi nha đầu cũng hiện thân ở Nguyệt Lạc Pha. Trương Thái Hậu không dám đối mặt với hiện thực, bà tỷ Mỹ trù tính mấy ngày cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, kế hoạch đêm qua đúng là chúc tư nghi chủ động nhượng hiền. Yến Vi gật đầu những lời vi thần nói đều là thật nói xong hắn còn nhỏ giọng lầm bầm câu còn tưởng rằng các ngươi tất cả đều biết đâu trong trướng hiện tại yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nức nở yếu ớt của chúc tư gia yến hành liền quỳ ở bên cạnh nàng khoảng cách ba thước có thể đem nàng mỗi một lần thở dốc mỗi một lần thở đều nghe được rõ ràng chỉ cần chúc tư gia trước khi kết hôn thất trinh có thể có một lý do quan minh chính đại cùng nàng giải trừ hôn ước kế hoạch của hắn liền coi như đại công cáo thành cho nên kết cục của nàng là chết hay sống tương lai của nàng là tốt hay xấu toàn bộ đều không có bất kỳ liên quan nào với hắn nhưng vì sao nhìn thấy nàng thê lương u oán bộ dáng nghe được nàng ai oán ủy khuất kiều đề ngực của hắn sẽ từng trận cùng đau hắn không hề thống khoái như trong tưởng tượng yến hành thử dời đi lực chú ý của mình hắn lại dập đầu vi thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ giải trừ hôn ước giữa vi thần và chúc nhị tiểu thư, để bảo vệ danh dự của nhị tiểu thư. Yến Tu ngồi ở chủ vị trầm tư, một lát sau, hắn vân về ngón tay, không nhanh không chậm mở miệng. Chuẩn. Thẳng đến khi Yến Tu nói ra khỏi miệng, chúc tư gia lúc này mới có cảm giác hoàn toàn lấy lại được cuộc sống mới, linh hồn phản phất từ trong nghiệp hỏa hừng hực đi qua một lần, thoát thai hoáng cốt. Đúng vậy nàng rốt cục thoát khỏi ác mộng yến hành dài đến 16 năm này nhưng cô chỉ có thể cúi đầu tiếp tục làm bộ cực kỳ bi thương cô sợ cô vừa ngẩng đầu cũng nhìn không được bật cười yến tu lạnh lùng nói truyền ý chỉ trẫm từ hôm nay trở đi thứ nữ yến vương phủ chúc tư gia chính là chúc mỹ nhân của trẫm ngại sang bắn không tiện nghi thức phong tấn hồi cung tái nghị chuyện đêm qua trẫm sẽ điều tra đến cùng việc này giao cho hộ long về xử lý trong vòng 7 ngày tra ra kẻ đứng sau thúc đẩy. Người này khi quân võng thường, giết hại trung lương, đến lúc đó lấy chế độ liên tọa xử cực hình, răng đe. Ngay cả chế độ ngồi, ít nhất hơn trăm người cũng sẽ liên quan đến tính mạng. Mà hộ long vệ lại là tồn tại khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật của đại tần, đây là tổ chức ẩn vệ yến tu tự mình thành lập, còn gọi là hận tuyết lâu. Hận tuyết lâu bên trong cao thủ nhiều như mây, dấu chân trải rộng thiên hạ am hiểu nhất thu thập tình báo, nghiêm hình bức cung cùng chuyên trách ám sát, trực tiếp nghe lệnh một mình hắn. Chúc tư gia hít sâu một hơi, Yến Tu đã biết chân tướng sự tình, chắc chắn lợi dụng đã kích Thái Hậu và ngoại thích. Một người 11 tuổi đã leo lên ngôi vị hoàng đế, chút phản ứng này chỉ là năng lực không đáng nhắc tới nhất của hắn. Quả nhiên, ngay sau đó, Yến Tu liền chuyển đề tài sang cô. Chúc Mỹ Nhân còn nhớ rõ cung nữ đêm qua dẫn ngươi rời đi trông như thế nào không? chút tư gia lắc đầu. Thần nữ. Thần thiếp cái gì cũng không nhớ rõ, thần thiếp chỉ nhớ rõ lúc ấy uống rượu trưởng tỷ đưa tới, cùng trưởng tỷ nói chuyện một lát liền say mềm, có lẽ trưởng tỷ đối với tên cung nữ kia có ấn tượng. Cô dám trực tiếp đem chút tư nghi nói ra. Đây không phải là nói ly rượu kia có vấn đề sao? Sắc mặt Trương Thái Hậu và Yến Hành trong nháy mắt xám trắng. Truyền chỉ, bảo chúc đại tiểu thư đi hộ vệ long vệ một lần. Yến Tu nói ra những lời này, hai mắt lẫm liệt, không hề nửa phân tâm mềm mại với biểu mùi của mình. Chuyện còn lại không tới phiên hắn lại quan tâm hao tổn tinh thần. Chúc Mỹ Nhân, cùng trẫm đi săn. Hắn đứng dậy, sải bước về phía trước, mang ra một trận gió, vạt áo tung bay, hướng Chúc Tư Gia quỳ trên mặt đất vương ra một bàn tay sống an nhàn sung sướng. Chúc Tư Gia chậm rãi khoát tay anh, vừa đặt lên đã bị anh kéo vào lòng. Nói là đi săn, nhưng chút tư gia cốt nhuyễn cân ma, quệ oải không phấn chấn, yến tu không làm khó dễ nàng, chỉ mang theo nàng phóng ngựa chạy như điên trên cánh đồng hoang mênh mông vô bờ. Nàng ngồi vững vàng trong lòng yến tu, phía sau là lòng ngực kiên cố rộng lớn của hắn, đối diện là từng trận gió thu hiên ngang, gió thu mang theo mùi đặc biệt, mùi cỏ cây khô vàng trong không khí khô ráo, làm cho nàng hồi tưởng lại thời gian ở Bắc Địa. chút tư gia năm tuổi bị Yến Vương Phủ đưa tới Bắc Địa, 14 tuổi bị đón về Tây Kinh, đời trước cho đến 32 tuổi bị độc sát, này dài đằng đẵng trong 18 năm, nàng lòng giam thay đổi một tòa lại một tòa. Nàng cuối cùng không thể trở lại bắc địa tâm tâm niệm niệm. Nàng quá tưởng niệm loại cảm giác tự do này, nàng giống như lại trở về bắc địa đại thảo nguyên. Dưới càng không lanh lãnh, kim long trên yến tu y rạng rỡ sinh huy quá mức chói mắt, nàng nhẹ nhắm mắt, tham lam há to miệng hít vào những khí tức này. Đợi đến khi cuộc săn mùa thu kết thúc, nàng sẽ cùng yến tu hồi cung tiến vào một cái lòng giam lớn hơn móng ngựa trong ruổi bỗng nhiên dừng lại yến tu nhét dây cương vào trong tay nàng phun ra hơi thở ấm áp bên tai nàng thử xem hắn tích chữ như vàng rất ít cùng người khác phí miệng lưỡi ngoại trừ trên giường chút tư gia quay đầu nhìn anh đối diện với khuôn mặt câu hồn nhiếp phách của anh trong mắt không mang theo bất kỳ nhiệt độ nào nhìn chăm chú vào cô bệ hạ thần thiếp cũng được chứ cái gì cũng đừng lo, một lòng chạy về phía trước. Được. Khi trở lại hy hòa cốc đóng quân, chút tư gia vẫn chưa hết ý. Thẳng đến khi nàng nhìn thấy trên cột cờ sân bóng ngựa đang chuẩn bị, mật mật ma ma treo một cổ lại một cổ thi thể lột da trút gân. Dưới cột cờ là hộ lông vệ mặt không chút thay đổi xử lý thi thể. Những người này hẳn là đều mới tắt thở không lâu, có người thậm chí còn chưa tắt thở đã bị treo lên, không có vỏ ngoài che chở, máu thịt toàn thân đều bại lộ ở bên ngoài, mạch máu màu lam sậm trên người rõ ràng có thể thấy được, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống đất. Điều này làm cho cô liên tưởng đến hai bàn tay bị lột ra của mình. À! chút tư gia sợ hãi kêu lên một tiếng dài dằn dặt, cô thống khổ che hai mắt mình lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng ghê người này. Hộ Long vệ hiệu suất rất cao, mới một buổi chiều công phu, đã đem việc này liên lụy người toàn bộ xử hình yến tu cảm thấy trên cột cờ nên treo thêm vài người mấy tên đầu sọ chính thức kia dù sao đám người kia hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra yến tu cúi đầu thì thầm bên tai chúc tư gia đường đường thiên tử bị người tính kế ngủ với đệ đệ tương lai vương phi nếu không nghiêm trị không tha kinh sợ người trong thiên hạ vĩnh viễn sẽ có người tiếp tục tính kế trẫm thế nhân nói trẫm tàn bạo cũng được hung ngược cũng được trẫm tuân lệnh trời mới là chúa tể vạn vật người dám chống lại trẫm kết cục chỉ có một trong lúc hoảng hốt chút tư gia nhớ tới thụy hào cùng đánh giá của hắn không đơn thuần là một cái võ càng làm cho người ta lên án còn có bạo trên người hắn nàng sống lại một đời muốn đại thù được báo bất luận là mình hay người khác cái giá phải trả sẽ chỉ nhiều không ít nàng cùng mùi mùi mệnh tạm thời là tại hôm nay bảo trụ nhưng trong thành tây kinh gió nổi mây phun ngày sau vận mệnh của nàng lại sẽ so với những này độc tử người tốt sao? Chương 6 Nhất định là ngươi quyến rũ hoặc chủ mê hoặc biểu ca. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Màn đêm sâu thẳm. Trên bãi đất trống của đại doanh săn bắn, ban đêm sẽ dựng vô số đống lửa trại cao mấy thước, thiếu nam thiếu nữ trong thành Tây Kinh cùng người dị quốc vây quanh, ngồi ở trước đống lửa tâm tình hữu hảo. Quân thần cùng gia quyến cũng sẽ tổ chức hoạt động của mình, mặc dù dưới mí mắt yến tu, nhưng bọn họ bị hạn chế cũng không nhiều. Cách đó không xa truyền đến một mảnh sen ca, sen lẫn tiếng cười nói, so sánh với doanh trướng yến tu thì có vẻ an tĩnh cô đơn, thanh âm hy nháo truyền tới doanh trướng của hắn, hắn ngồi ngay ngắn trước án tâm không tạp niệm đọc sách. Có nến và dạ minh châu gia trị gấp đôi, ánh sáng trong trướng sáng như ban ngày. Đêm hôm đó, yến tu để chút tư gia vào trong trướng hắn. Mãi cho đến khi cuộc săn mùa thu kết thúc, lý do là không cần gây chiến nữa, dựng cho Chúc tư gia một cái lều khác. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian này cô phải cùng ăn cùng ở với một người đàn ông gần như xa lạ. Chút tư gia tắm rửa trong bồn tắm, tiếng nước đầm địa rung động. Biên độ động tác lật trang sách của Yến Tu cũng theo đó mà lớn hơn. Nàng thay xong quần áo chậm rãi đi ra, Yến Tu vẫn đang đọc sách, không bị ảnh hưởng gì. Bệ hạ. Chúc tư gia quỳ xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng mở miệng thần thiếp còn rất nhiều đồ vật bên người để lại trong doanh trướng vương phủ thần thiếp muốn trở về lấy trước mắt ngoại trừ bộ cung trang đơn giản trên người nàng còn có bộ hoa phục đêm qua của nàng chút tư gia quả thật không có quần áo thay đổi nữa dù sao ai cũng không nghĩ tới một cuộc săn mùa thu có thể làm cho yến tu nhiều hơn một vị hậu phi tự nhiên cũng không chuẩn bị ứng đối phương diện này yến tu đặt sách xuống nâng mí mắt liếc nhìn nàng bảo đoạn cô cô mang mấy cung nữ đi cùng ngươi chúc tư gia hướng hắn phúc thân đi ra khỏi doanh trướng cô thay chiếc váy màu hồng nhạt vòng eo mảnh khảnh được chiếc đai lưng màu trắng rộng ba ngón trên lưng tôn lên càng lúc càng lung linh tùy ý di chuyển bước chân bóng lưng đều lay động ánh mắt yến tu càng thêm nồng đậm đơn giản úp sách xuống mặt bàn nhắm nhẹ hai mắt yến vương phủ và hoàng thất quan hệ mật thiết doanh trướng cách doanh trướng hoàng thất không xa cuộc săn mùa thu lần này yến vương ở một mình mẹ cả và chúc tư nghi ở chung một mái vài công tử trong phủ ở chung một mái chúc tư gia thì cùng mấy thứ muội còn lại đồng loạt chen chúc trong một cái lều nhỏ yến vương phủ ngoại trừ nàng và thân muội ra còn có hai vị thứ nữ khác của thiếp thất trên đường từ trướng đế vương đến doanh trướng yến vương phủ sẽ đi qua một chỗ lửa trại thiếu nam thiếu nữ ngồi vây quanh đống lửa trại này chúc tư gia nhìn quen mắt thân phận cụ thể nàng lại không phù hợp Thấy nàng đi qua, bọn họ ngừng ồn ào, nhau nhau đứng dậy, cùng kính hành lễ vấn an chúc tư gia. Chúc tư gia đáp lại bọn họ một cái gật đầu như chuồng chuồng lướt nước, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi nàng đi xa, đám người cùng tuổi kia mới sợ hãi nghi hoặc ngồi xuống, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bệ hạ tự hồ là thật lòng thích nàng, đạo phong tấn thánh chỉ cùng bánh cưới kia, chính là từng nhà đọc qua, phát qua. Trước kia trong kinh các loại yến hội nàng liền ít lộ diện hôm nay nhìn thấy, quả thật kinh vi thiên nhân, so với cái kia yến vương đích nữ còn lớn lên xuất sắc. Người ta bây giờ là mỹ nhân, là chúng ta chủ tử, vọng nghị chủ tử là dạng gì đại giới, các ngươi không thấy mã sân bóng những thi thể kia sao? Nghĩ đến hộ long vệ xuất quỷ nhập thần, một đám người sợ tới mức nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trong trướng thấp sáng ngọn nến, chiếu ra một đạo bóng hình xinh đẹp thước tha. Bình thường trong khoảng thời gian này, vài tỷ mùi đều ở bên ngoài du đảng chơi đùa, nhất định không phụ thời gian tốt đẹp này. Vị trí thân ảnh kia vừa vặn ngồi ở trên giường Trúc tư gia, hai tay bận rộn xuất hiện hư ảnh nhìn không rõ, nhưng chút tư gia liếc mắt một cái liền biết người kia là chút tư nghi. Dù sao Yến Vương phủ những nữ hài tử khác ăn mặc chi phí đều không bằng nàng, tự nhiên không có nàng xuất lạc cao gầy, sang trọng. Có chuyện gì có thể làm phiền đại tiểu thư này, đại giá quan lâm một mẫu ba phần đất này. Chúc Tư Gia cười nói với đoạn cô cô và cung nữ đi cùng. Đoàn cô cô, có lẽ mùi mùi bổn cung đang ngồi trong trướng, phiền các ngươi chờ ngoài trướng một lát, bổn cung nói chuyện với nàng một lát, dặn dò chút việc, các ngươi đi vào. Đoạn cô cô mặt không chút thay đổi đáp nàng. Nghe theo mỹ nhân sai khiến. Nàng là trưởng sự ma ma trong yến tu điện, xưa nay thiết diện vô tư, cũng là nhũ nương thời kỳ yến tu tả lót, so với thái hậu, yến tu ngược lại càng thân cận với nàng hơn. Kiếp trước chút tư gia cũng không ít gặp qua nàng, mà ngay cả trương thái hậu cùng ngày sau quý vi hoàng hậu chút tư nghi, đều sẽ cho nàng ba phần mặt mỏng. Vị trí đoàn cô cô đứng, không gần không xa, lại vừa vặn có thể nghe rõ hết thảy động tĩnh trong trướng. Chút tư gia mỉm cười, vén rèm đi vào trong trướng. Nàng vừa vào sổ, liền đối diện với khuôn mặt thịnh nộ của chút tư nghi. chút Tư Nghi buông quần áo trên tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cuộc cường lên, không đúng, bây giờ anh nên đổi giọng tôn xưng em một tiếng chút mỹ nhân em gái em nói có phải hay không nàng hiện tại đang lo lửa giận không chỗ phát tiết chút tư gia đầu sỏ này lại dám yên tâm thoải mái xuất hiện chút tư gia ngữ khí bình thản nguyên lai là tỷ 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 nguyện ý như thế nào gọi ta đều là tỷ tỷ tự do trưởng tỷ vi đại tư gia không dám vượt qua ngày xưa thấy mình đều phải quy củ hành lễ người trong một đêm biến thành chủ tử của mình biến thành chủ tử thì thôi, không nghĩ tới nàng không chỉ bình tĩnh như thế, lại còn dám nội hàm tuổi tác của mình. Liên tưởng đến hôm nay ở chỗ hộ long vệ gặp tội, chúc tư nghi lại càng tức giận không chỗ phát tiết, nàng đem quần áo rách nát trong tay ném thẳng xuống dưới chân chúc tư gia. Chúc tư gia. Ngươi ít bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu này cho ta. Nhất định là ngươi quyến rũ hoặc chủ mê hoặc biểu ca, mới khiến hắn không chút lưu tình với ta ta cũng mặc kệ ngươi ở trước mặt người khác tác oai tác phúc như thế nào, ngươi ít ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ngươi cũng không phải hoàng hậu, địa vị cho dù đẹp đến ba hoa chích chòe, ngươi cũng khó đăng đại nhã chi đường. Ngươi cùng ngươi cái kia hộ ly tinh nương giống nhau, đời đời kiếp kiếp đều là làm tiểu tiện mệnh. Liên tiếp diệu ngữ liên châu, chút tư nghi đem tức giận phát ra ngoài, trong lòng lúc này mới vui sướng hơn rất nhiều. Lúc hộ long vệ đưa nàng đi thẩm vấn, Mặc dù chưa dụng hình với nàng, nhưng từng tấm mặt nạ tu la quỷ quái kia, cùng ánh mắt lạnh đến dọa người dưới mặt nạ, chỉ sợ sẽ làm cho nàng ác mộng không ngừng. Tất cả đều do một tay Chút Tư gia tạo thành, cô lại to gan lớn mật đến mức bán đứng chính mình. Chút Tư gia ngồi sổng xuống, nhặt quần áo bị cô xé rách lên, bất đắc dĩ thở dài nói. "Tỷ tỷ cẩn thận nói, hôm nay ta đã thành người của Bệ hạ, cho dù tỷ tỷ không thích ta như thế nào, cũng nên bận tâm mặt mũi Bệ hạ." nếu không lại bị hộ long về bắt đi, mùi mùi cũng vô lực tương trợ. Chúc tư nghi tức giận, lại tiện tay ném cho chúc tư gia một bộ váy ngắn bị hủy, chửi ầm lên. Ngươi ít ở chỗ này giả mù sa mưa lấy biểu ca uy hiếp ta. Đúng, ngươi thành nương nương thì thế nào? Cũng đừng quên thân nương xui xẻo của ngươi còn phải sống ở vương phủ. Chương 7 Phong trẩm nhạc mẫu vì cáo mệnh phu nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio tỷ tỷ. Chúc Tư Gia chảy nước mắt, nàng đi lên phía trước, giữ chặt ống tay áo Chúc Tư Nghi, ta cũng không phải lấy bệ hạ ra uy hiếp ngươi, chỉ là ngươi từng ngụm từng cái biểu ca mà xưng hô bệ hạ, nếu thật sự luận đến tôn ti bối phận, ngươi cũng nên xưng hô ta một tiếng biểu tẩu. Ngươi có thể không để ta vào mắt, nhưng tuyệt đối không thể không để bệ hạ vào mắt, đây là bất trung, bất kính. Huống hồ. Chúc Tư Gia cuối người, hạ thấp âm lượng, cho dù ngươi làm ra trăm ngàn cái không muốn bộ dáng, nhưng ta tại sao lại đến bệ hạ trên giường, ngươi không phải so với bất luận kẻ nào rõ ràng hơn sao? Chúc Tư Nghi bị cô đâm trúng, thẹn quá hóa giận, nặng nề kéo ống tay áo của mình trở lại. Ngươi lại dám chụp cho ta một cái mũ lớn như vậy. Trong lúc điện quan hỏa thạch, Chúc Tư Gia lão đảo ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào một góc giường, phát ra tiếng động thật lớn. Đoạn cô cô chờ ở ngoài doanh trướng thấy thế không đúng, hướng vài cung nữ đi theo nháy mắt, vội vàng đi vào trong doanh trướng của hai người. Tỷ tỷ, ngươi vì sao phải hết lần này đến lần khác nhắm vào ta? Lúc đoàn cô cô vén rèm lên, nhìn thấy chút tư gia ngã xuống dưới chân chút tư nghi, trong mắt ngấn lệ, điềm đạm đáng yêu. Không gian kín đột nhiên bị người ngoài xâm nhập, người tới vẫn là người yến tu thân cận tín nhiệm. Chút Tư Nghi còn kịp thu lại động tác trên tay, tay chân lúng cuốn, nhìn về phía đoạn cô lắp bắp giải thích đoạn, đoạn cô cô, ta không có đẩy nàng, ta thật sự không có đẩy chút tư gia. Không, ta không có đẩy chút mỹ nhân, thiên địa khả giám. Ta chỉ là muốn thu hồi tay của ta. Đoạn cô cô sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn quét. Chuyện tối nay, lão nô sẽ bẩm báo bệ hạ chi tiết. Trước đó, chút đại tiểu thư phạm thượng, coi thường quân uy, bất kính thiên tử, khi nhục phi tần, niệm tại ngài là sơ phạm, theo luật đương vả miệng hai mươi tỏ vẻ trừng phạt vừa dứt lời, hai cung nữ thân hình cao lớn đi tới trước mặt Chúc Tư Nghi. Chúc Tiểu Thư, đắc tội rồi. Không nghĩ tới luôn luôn nhát gan văn tỉnh Chúc Tư Gia, lần này đúng là sớm bố cục tốt, chậm rãi thả mồi nhữ, tốt đối với nàng sử dụng một chiêu khổ nhục kế. Chúc Tư Nghi đau khổ dãy dụa, cố gắng thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Đoạn cô cô ngài tin ta, ta thật sự không có đẩy nàng, là chúc mỹ nhân cố ý làm ra biểu hiện giả dối tỉ muội chúng ta không hợp hãm hại ta đoạn cô cô một bên đỡ chút tư gia cẩn thận đứng dậy một bên không chút gợn sóng nói chút tiểu thư nếu nhiều miệng một câu theo cung quy sẽ vả miệng hai mươi bình thường nữ tử bị vả miệng hai mươi cái liền phải môi nước vỡ ăn không trôi không gặp hơn nửa tháng tội cũng không cách nào khỏi hẳn vả miệng bốn mươi cái đây chính là ngay cả răng nanh đều có thể bị đánh rụng a à. chút tư nghi thẹn quá hóa giận thì sao đành phải ngoan ngoãn câm miệng nàng bị kéo sang một bên hành hình, tiếng bàn tay thanh thúy vang dội liên tiếp vang lên. Chúc tư gia cúi đầu, hít hít mũi, nhỏ giọng cảm ơn đoàn cô cô. Đa tạ đoàn cô cô giúp ta giải vây hôm nay, là ta vô dụng, không thể ngăn trưởng tỷ mạo phạm hoàng thất. Lãnh ý trên mặt đoạn cô thoáng hóa ra. Mỹ nhân không cần khách khí. Chúc tư gia từ đi theo mang theo trong rương, chậm rãi lật ra vài kiện chưa bị hủy hoại quần áo, tiếng tác cũng vào lúc này dừng lại. Cô xoay người, nhìn chút tư nghi đang quỳ rạp dưới chân. Nửa khuôn mặt dưới của nàng bị đánh đến một mảnh đỏ bừng, miệng anh đào nhỏ nhắn không chỉ có trách da còn thấm máu, cao cao sưng lên, thậm chí mang theo vài phần buồn cười, không còn có nửa điểm dáng vẻ đại tần đệ nhất quý nữ. So với kiếp trước mình chịu khổ dưới tay tình lang nàng, lúc này mới ở đâu ra? Chúc tư gia vẻ mặt không đành lòng, khúng núng nói. Trưởng tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng oán hận bệ hạ, đoạn cô cô, muốn oán thì oán ta. Chúc Tư Nghi có khổ nói không nên lời, càng không có khí lực cùng dũng khí cãi vã với Chúc Tư Gia, bị cô quái gỡ như vậy một phen, cũng chỉ có thể phẫn nộ không muốn sống trừng mắt nhìn cô, đưa mắt nhìn cô đi xa. Sáng sớm hôm sau, trong rừng mơ hồ có tiếng chim bay cá nhảy gào thét truyền ra. Quy mô săn bắn mùa thu lần này long trọng, không chỉ hạng mục truyền thống của Đại Tần, sứ thần các quốc gia tiếp thu ý kiến quần chúng, nhau nhau hiến kế cho nên đủ loại cách chơi mới lạ cũng nhiều. Hôm nay là đại hội thuần ưng được xưng là kinh tâm động phách, Vu Điền Quốc không ngại ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến một con hùng ưng, chỉ đợi dũng sĩ có thể thuần phục nó. Trời chưa sáng, Yến Tu đúng giờ mão rời giường. Đây là thói quen kiên trì nhiều năm qua của hắn. Vừa vào đầu thu, ban ngày mặt trời gay gắt, còn bất giác cùng cuối hè có gì khác biệt, nhưng sáng sớm hôm nay hàng khí thấu xương trong rừng núi, mới làm cho người ta kiến thức được quy lực chân chính của ngày thu. Yến tu rửa mặt chải đầu xong, vai khoác một cái áo choàng quàng cổ mặt hồ, ngồi ở bên cạnh hồ lửa dựng lên ngoài trướng, tự mình vây lò pha trà, sưởi ấm. Thu đông không nên nhóm lửa trong nhà, mặc dù muốn dùng lửa, cũng cần bảo đảm thông gió. Cung nhân vốn định trước sau như một dựng lò sưởi trong trướng, lại bị Yến tu cự tuyệt. chút tư gia còn đang ngủ, nếu là ở trong trướng dùng thang, môn hộ vừa mở ra, Nàng thân kiều thể yếu, gió lạnh xâm nhập, ở hoang vu giả lĩnh bên trong sinh bệnh liền cực kỳ khó giải quyết. Ngọn lửa lóe lên trên khuôn mặt trắng bệch của đế vương, thần thái tỏa sáng. Gỗ ở trong lửa phát ra tiếng nổ nhỏ lọc bột, đoạn cô cô đứng ở một bên, hướng hắn một chữ cũng không bỏ sót chi tiết kể lại những gì nhìn thấy nghe thấy đêm qua. Yến tu chăm chọc. Hừ, không ngờ cô ta lại vô dụng như vậy, bị người ta bắt nạt còn yếu đuối vô năng như vậy đoạn cô cô xấu hổ không chịu nổi. Là lão nô sơ suất, không bảo vệ tốt nương nương. Nàng nhìn Yến Tu lớn lên, biết được tính nết Yến Tu, bệ hạ mặc dù luôn là một bộ tâm cơ thâm trầm, bộ dáng bất cận nhân tình, nhưng bệ hạ người này là điển hình của đau nhỏ miệng đậu hũ tâm, cũng không phải trời sinh lạnh bạc. Quả nhiên, Yến Tu gọi thái giám bên người Hồ Thuận Hải tới. Đi, thay trẫm nghĩ chỉ, lúc mặt trời mọc đi trước doanh trướng Yến Vương Phủ lớn tiếng độc phong nhạc mẫu trẫm làm tam phẩm quận phu nhân, không được sai. Hồ Thuận Hải vẽ mặt nghi hoặc. Bệ hạ muốn phục Yến Vương Phi cáo mệnh phu nhân. Ba năm trước, bởi vì Yến Vương Phi dưới gối dưỡng tử phạm tội, bệ hạ tức giận, tức đi cáo mệnh trên người Yến Vương Phi. Yến Vương Phi. Yến Tu khinh bỉ, dương mắt nhìn hắn, di mẫu là di mẫu, nhạc mẫu là nhạc mẫu, di mẫu trẫm cùng nhạc mẫu ngươi phân không rõ mỹ nhân là thứ nữ yến vương phủ ngoài mặt nên tôn xưng yến vương phi trương thị một tiếng mẫu thân cho nên trên danh nghĩa thánh thường tự nhiên có hai vị nhạc mẫu hồ thuận hải sợ đến run rẩy ôi bệ hạ vạn lần không thể a à, này từ xưa đến nay nào có vượt qua chủ mẫu phong một cái thiếp thất làm cáo mệnh phu nhân tiền lệ a à, này này thật sự không hợp quy củ cho dù bệ hạ sủng ái chút mỹ nhân như thế nào cũng không nên hoang đường đến mức này Yến Vương phi chính là em gái ruột của Thái hậu Nương Nương. Đến lúc đó Thái hậu Nương Nương cửa ái này lại nên như thế nào qua? Yến Tu bình tĩnh nói, "Trẫm chính là quy củ, người nào dám xen vào?" Hồ Thuận Hải lau mồ hôi trên gò má. "Bệ hạ, mẹ đã chúc mỹ nhân ngu thị lần này không đi theo tham gia săn bắn, cái này." Yến Tu nhắc lời cậu. "Chiếu niệm không sai." dù sao đạo thánh chỉ này là đọc cho hai mẹ con chút tư nghi nghe. Yến vương phi đố kỵ cũng được đố kỵ cũng được, ngu thị có cáo mệnh gia thân, nàng còn có thể tiếp tục hà khắc sao? Chương 8 Như thế nào mặt thành dạng này liền đi ra? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. chút tư gia kỳ thật một đêm không ngủ. Cũng không phải là do nằm bên cạnh quân vương không thể thích ứng. Chỉ cần cô nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên đủ loại kiếp trước đau thấu nội tâm. Yến Tu so với Yến Hành càng khó tiếp khách. Mặc dù Yến Tu ở Minh Yến đi trong tối, nhưng Yến Tu người này nàng không giải quyết được gì nhiều, phải thời thời khắc khắc đánh lên 12 phần tinh thần khiến hắn vui lòng. Không khó tưởng tượng, nếu lấy thân phận hiện tại của nàng, trong lúc ngủ không cẩn thận hô lên tên Yến Hành, sẽ có kết cục như thế nào? Bên giường chút tư gia trống rỗng. Sử quan ghi chép về Yến Tu nàng từng đọc sơ lược một hai, hiểu biết của nàng đối với yến tu cũng chỉ dừng lại ở những việc nhỏ bề ngoài này trong đó có yến tu không thích tản mạng lười biếng nàng không thể vội vàng làm người nhàn rỗi này nàng ở trong lòng âm thầm tính toán thời gian ánh mặt trời bắt đầu tỏa sáng không sớm không muộn sẽ không làm cho người ta nghi ngờ thời gian lúc này mới đứng dậy thay quần áo đơn giản trang điểm sau đi ra ngoài trướng yến tu lại một mình nhóm lửa trên bãi đất trống trước doanh trướng từ xa nhìn lại cô đơn cô độc, siêu vật tuyệt trần. Thái giám cùng hộ vệ tự hồ đều đã sớm nhìn mãi quen mắt, ăn ý rời xa yến tu, không có tiếng lên quấy rầy. Trên người chúc tư gia chỉ có một chiếc áo choàng hoa văn lưu vân, mỏng manh một mảnh, hiệu quả thưởng thức lớn hơn hiệu quả sưởi ấm, tính chất mặc dù thượng thừa, nhưng so với vật chúc tư nghi sử dụng, rốt cuộc kém một chút. Nàng đi tới sau yến tu thân, nhu thuận hành lễ. Bệ hạ, chào buổi sáng. Yến Tu không quay đầu nhìn nàng, hắn nhìn thẳng ngọn lửa, hai tay mở ra, đặt giữa không trung dựa vào lửa sưởi ấm. Vậy rồi. Chúc Tư Gia còn chưa trả lời, một hơi khí lạnh hít vào, trong xoan mũi đánh úp lại cảm giác ngứa ngáy. A Thu. Đáp lại Yến Tu chính là một cái hắt xì nho nhỏ của cô. Yến Tu quay đầu, nhíu mày nhìn cô. Sao ăn mặc như vậy lại ra ngoài? Dứt lời, hắn đưa tay khép lại áo choàng trên người Chúc Tư Gia, Lúc sờ đến chất liệu, mi tâm nhăn chặt hơn. Yến Vương phủ liền cho ngươi mặt mấy thứ này. Chút tư gia cuộn bách không chỗ che giấu. "Bệ hạ, những thứ này đã tốt lắm rồi." Từ khi nàng hồi kinh, Yến Vương phủ quả thật chưa từng hà khắc với nàng, thậm chí tiêu chuẩn còn cao hơn thứ nữ của phủ đệ khác, nàng không cần phải nói dối như vậy. Yến tu cởi áo choàng của mình, trực tiếp cuộn chút tư gia lại. "Mặc cái này trước. Đợi đến hồi cung" lại để cho thượng y cục gấp gáp chế tạo quần áo tốt hơn cho nàng, nàng xinh đẹp kiều thục như vậy người, theo lý xứng đáng thế gian này tốt nhất hết thảy. Lúc mới gặp, Yến Tu đã cảm thấy nàng thập phần hợp khẩu vị. Sau này biết nàng xuất thân từ Yến Vương Phủ, hắn không thể tránh khỏi bài xích nàng trong thời gian ngắn, nhưng theo chân tướng tra ra manh mối, hắn dở xuống tất cả đề phòng đối với nàng. Bất quá chỉ là một thứ nữ bị chút tương nghi tùy ý ức hiếp, không chỗ dựa, thân bất do kỹ, hắn cần gì lại để ý đến xuất thân của nàng? Chúc tư gia ở trong áo choàng lúng cuốn tay chân. Bệ hạ, cái này không ổn, nếu là ngài long thể có bệnh. Yến tu cuốn nàng chặt hơn. Trẫm không ngại. Nói xong, hắn hướng chúc tư gia đưa qua một chén trà nóng mới ra lò. Võ đế thích pha trà, đây cũng là sở thích được sử quan ghi lại rõ ràng. Chúc tư gia nhận lấy trà của hắn, chén trà nóng hầm hập, đặt trong lòng bàn tay còn tốt hơn than bà tử nàng mở nắp chén ra một mùi thơm kỳ dị phả vào mặt nhìn kỹ thì ra đây là một chén trà hắn đúng là trước tiên đem nguyệt quý ép ra nước hoa sau đó trộn lẫn sữa bò cùng mật ong đặt ở trên lò bùn nhỏ chậm rãi nướng hình thành nước trà màu hồng nhạt phương pháp chế trà này là trẫm khi còn bé ở trong cung lật xem sách cổ trong lúc vô tình phát hiện Yến Tu chủ động giới thiệu với nàng, sách này chính là trà kinh của nữ quan chủ biên tiền triệu, trên đó ghi lại hơn trăm phương pháp chế trà, trước đây chưa từng thấy. Đề tài của hắn luôn luôn rất ít, rất ít chủ động nhắc tới, càng miễn bàn nhẫn nại giải thích với người bên ngoài. Cũng không biết tại sao, nhìn thấy nàng hai tay nắm chặt chén trà, thành kính nhìn chầm chầm nước trà quan sát bộ dáng, làm cho hắn buồn cười. Chúc tư gia cảm ơn hắn, từng ngụm từng ngụm nến thử vào miệng là tràn ngập mật hoa nồng hương cùng sữa bò thuần hậu, nàng đời trước cũng chưa từng uống qua như vậy mới mẻ độc đáo dễ uống trà. Một chén trà nóng vào bụng, khí sắc trên mặt chút tư gia tốt hơn rất nhiều. Mặt trời mới mọc về phía đông, hàng ý hoàn toàn bị trục xuất. Yến Tu nắm tay nàng, dẫn nàng trở về doanh trướng. Hôm nay thuần ưng đại hội, cùng trẫm tham dự. chút tư gia ngơ ngẩn, sau đó kịp phản ứng. Thần thiếp tuân lệnh đại hội tuần ưng. Kiếp trước trận săn mùa thu này nạn không có bất kỳ cảm giác tham dự, càng không có hưởng lạc nhàn nhã, cho nên hậu kỳ vẫn xưng bệnh không ra. Từ đầu đến cuối, nàng ở trong lo lắng trùng trùng vượt qua, đủ loại hoạt động cùng yến hội kia đến tột cùng có bao nhiêu thú vị, đều là từ trong miệng mấy vị thứ muội nghe được một hai. Thẳng đến mấy ngày cuối cùng, một hồi đại hỏa phô thiên cái địa, thiêu hủy hơn phân nửa doanh địa, thiêu tỉnh người đại tần đắm chìm trong ca múa mừng cảnh Thái Bình, thái bình thịnh thế trận hỏa hoạn này khí thế hung hãn vạn phần kỳ quặc điểm chết người chính là trần trần công chúa được bắc lương vương sủng ái nhất tán thân trong biển lửa dẫn đến hai nước vốn ký hiệp nghị đình chiến lại xung đột vũ trang cuộc chiến tranh này không chỉ là cuộc chiến quy mô lớn nhất trong lịch sử đại tần mà còn là cuộc chiến thương vong thảm thiết nhất từ xưa đến nay dân phong bắc lương nhanh nhẹn dũng mãnh ham vết tàn nhẫn Mấy chục vạn thiết kỵ Bắc Lương càng làm các nước láng giềng xung quanh nghe tin đã sợ mất mật. Kiếp trước, là yến tu ngự giá thân chinh, dốc hết hơn phân nửa quốc lực, đem tai họa ngầm Bắc Lương này hoàn toàn tiêu trừ, mở ra bước đầu tiên để hắn hoành đồ bá nghiệp. Nhưng điều này cũng khiến hộ tịch đại tần giảm mạnh, từ đó mở ra 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Thời gian xảy ra hỏa hoạn chỉ còn nửa tháng ngắn ngủi. So với kinh thành, chút tư gia đối với Bắc địa có lòng trung thành càng thêm thâm hậu nàng ở Bắc Địa kết giao rất nhiều bạn thân, cũng từng trong lúc đình chiến, vô số lần chạy đến thảo nguyên biên giới hai nước chơi đến quên cả trời đất. Chiến tranh phát sinh hai năm kia, Bắc Địa 12 thành người đi thành không, thành tọa quỷ thành. Cả đời này, nếu như có thể làm chút gì đó thay đổi cục diện như vậy. Chút Tư Gia ngồi ở trước gương trầm tư, hơi không để ý, tần mà mà Yến Tu chỉ định cho nàng liền búi tóc cho nàng. Hôm qua còn chải búi tóc chữ thập của thiếu nữ khuê cát. Hôm nay liền búi tóc đen lên thật cao, búi thành một búi linh xà linh hoạt ưu nhã. Gương mặt người trong gương trẻ tuổi hơn một đóa mẫu đơn sơ nở, chút tư gia rõ ràng, linh hồn dưới thể xác này đã sớm cũ kỹ đến trăm ngàn lỗ hổng. Nàng chỉ quét lông mày thiêu thân, trang điểm nhẹ môi, đã đẹp đến kinh tâm động phách, chung cô cô phía sau hít một hơi khí lạnh cảm khái nói. Lão nô sống 60 năm, trừ lúc thái hậu nương nương còn trẻ, chưa bao giờ thấy mỹ nhân thứ hai như ngài nhân gian phú quý hoa, cùng lắm cũng chỉ như thế này. Lời khen chân tình thực ý này rơi vào trong tai Yến Tu. Cậu đẩy cô chung ra, đứng ngay phía sau chút tư gia, lặng lẽ nhìn mỹ nhân trong gương, giống như đang thưởng thức một món trân bảo vô giá. Thật lâu sau, anh lấy miếng mỡ trên bàn đưa tới bên môi chút tư gia. Mạnh hơn một chút. Chút tư gia thức thời chấm miếng mỡ, ngón tay nhỏ nghiền qua môi. Chương 9 Ta chút tưởng nhớ nghi, chỉ làm duy nhất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trận đấu ngựa còn mấy ngày nữa, sân thi đấu đã dựng xong, trận đấu ngựa tiên phong của đại hội tuần ưng được triển khai ở đây. Toàn bộ sân bóng có hình vòng khép kín, ghế khách vần quanh sân được dựng thành trên đài cao, khu vực sân bóng và chỗ ngồi được ngăn cách bởi tấm màn màu xanh nhạt, toàn bộ sân bóng có thể chứa được hơn một ngàn người, bất cứ vị trí nào cũng là góc nhìn tốt nhất. Nếu là ở chỗ cao trong góc nhìn ra xa, toàn bộ sân bóng giống như một cái phỉ thúy ngọc hoàng thời gian tuần ưng hội còn chưa bắt đầu nhưng khán giả trên ghế khách đã sớm nói cười huyên náo ngoại trừ mặt ủ mày châu lúc người khác đáp lời còn miễn cưỡng cười vui trương nhân yến vương phi trương nhân đêm qua đến trướng thái hậu làm bạn nghỉ ngơi sáng sớm hôm nay còn chưa về doanh trướng nhà mình ngay trước trướng thái hậu nhận được thánh chỉ hồ thuận hải ban bố con gái của mình là trông nhìn không dùng mặt hàng càng không đại đạo đều trải đến trước mắt, lại không chịu ngoan ngoãn nghe theo an bài, hôm nay chỗ tốt lớn để cho người khác nhặt đi. Quả nhiên là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, chỉ có điều thăng thiên đều là a miêu a cẩu bên cạnh chút tư gia, thiên tử lại phong hồ ly tinh trong nhà làm tam phẩm quận phu nhân. Điều này hợp quy củ như thế nào? Làm sao hợp lễ pháp? Dì ruột của mình còn bị gạt sang một bên. Thiên tử làm sao có thể coi như không có gì? Trương Nhân tức giận thiếu chút nữa thất thố trước mặt mọi người. Thế nhưng chị ruột nghe nói việc này cũng bất động thanh sắc, chỉ cười khanh khách nắm tay cô, để cho cô đồng loạt dời bước sân bóng. Trương Nhân hiểu được, đây là Thái Hậu đang tỏ thái độ, thể hiện ân điển vô thượng đối với nàng. Chỉ cần Thái Hậu còn ở một ngày, bộ tộc Trương Thị ở trong triều như mặt trời ban trưa, vị trí Hoàng Hậu treo trên cao, nàng còn có cơ hội dẫm lên tất cả phu nhân kinh thành một cước đợi hết thảy đều nước chảy thành sông nàng làm sao lo lắng một cáo mệnh phu nhân nghĩ đến đây tức giận trong lòng trương nhân lúc này mới tiêu tan hơn phân nữa mắt thấy ưng lung của Điện quốc sắp bị đẩy vào giữa sân bóng trên ghế yến vương phủ thật lâu không xuất hiện bóng dáng chút tư nghi nha đầu không bớt lo này hiện tại đang ở nơi nào nếu là lại thừa dịp bốn bề không người thời gian len lén cùng giật vương hẹn hò vậy thì nguy rồi trương nhân tùy ý tìm một lý do vội vàng từ biệt thái hậu ba bước cũng làm hai bước từ sân bóng trở lại doanh trướng yến vương phủ vừa vén rèm lên đập vào mắt chính là khuôn mặt vô cùng thê thảm của Trúc tư nghi níp níp của ta a à, trương nhân đau đớn thấu xương ngủ nội câu băng ông chặt chút tư nghi vào lòng rốt cuộc là người phương nào dám hạ độc thủ với ngươi như thế nước mắt chút tư nghi tràn mi miệng không rõ lại thêm mắm dặm muối kể cho trương nhân nghe chuyện xảy ra đêm qua. Nàng hiện tại không có mặt mũi đi ra ngoài gặp người, dù là lấy khăn che mặt che mặt, người khác cũng có thể từ nàng lên tiếng phát hiện dị thường, cho nên sau lưng châm biếm nàng. Nàng tình nguyện đóng cửa không ra, cũng không muốn mất mặt trước các quý nữ khác. Khá lắm chút tư gia, ở trong phủ nhã nhặn thuộc Đức Trang lâu, hiện tại một khi đắc thế, gấp không nhịn được liền lộ ra nàng hồ ly đuôi. Trương Nhân bộ mặt dữ tợn, chỉ hận không thể tự tay lột chút tư gia gia, ngươi mặt này là trăm triệu lần hủy không được. Chút tư nghi thúc thích gật đầu. Đã lên rồi, nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ nay về sau cứ để hai mẹ con họ cưỡi lên đầu chúng ta sao? Xem ra nàng cũng biết chuyện ngu thị bị phong cáo mệnh. Chuyện đêm trước là ta cố ý làm, ta thật sự không bỏ xuống được mặt mình, làm ra chuyện bò giường này. Nương, nếu như biểu ca muốn thật lòng lập ta làm hậu, tội gì phải chịu đựng ta một năm lại một năm, ta cũng sắp 18 tuổi rồi. Nữ tử đại tần bình thường cặp kê liền xuất giá, chịu đựng đến 18 tuổi đều là lão cô nương người người trào phúng. Nàng làm sao không sốt ruột thay thân nữ? Trương nhân đem hành động khác thường của Thái hậu để lộ ra, ông nhu an ủi nàng. Chuyện này ngươi đừng có gấp, di mẫu ngươi khẳng định có biện pháp. Ngươi không muốn theo khuôn phép cũ đi theo con đường ta và vì ngươi an bài, trong lòng ta đều rõ ràng, những năm gần đây cũng là ta bức ngươi đến nóng nảy. Nếu như ngươi thật lòng không muốn vào cung làm hậu, không muốn làm nhất đẳng nhất tôn quý nữ tử trên thế gian này, nương cũng không cưỡng cầu, chỉ là chính ngươi trong lòng thật sự cam tâm sao. Hôm nay nàng chỉ là một tiểu mỹ nhân, liền có thể như thế đại động can qua với ngươi, ngày khác nếu là leo đến cao hơn vị phận, chỉ sợ câu tiếp theo trương nhân không dám nói tiếp cầm khăn tay khóc trống lên chút tương nghi nghĩ đến yến hành sắc mặt cực kỳ bình tĩnh mẫu thân uyên chi hắn đối xử với con vô cùng tốt hắn đã hứa với con nếu con gã đến giật vương phủ con chính là thê tử duy nhất của hắn hắn tuyệt đối sẽ không nạp thiếp con không muốn giống như gì giống như mẹ kết hôn với một người đàn ông thay đổi thất thường sống một mình trong phòng trống phục vụ cùng một người chồng với rất nhiều phụ nữ những ngày đó đối với con quá khổ sở tả chúc tương nghi cuộc đời này chỉ làm duy nhất ai có thể đối xử tốt với ta ai mới là lựa chọn đầu tiên của ta nếu đối xử với ta không tốt ta cũng phải làm trên vạn người trương nhân nghe xong lời thật lòng của nàng Trăm mối cảm xúc ngổn ngang ngay cả khóc cũng quên níp níp ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa chúc tương nghi kiên định gật đầu con đã nghĩ kỹ rồi con và uyên chi ước định việc này nếu thành hắn liền hướng biểu ca cầu hôn con. Mẫu thân, người cũng không hy vọng con không vui chứ. Trên đời này không có người mẹ nào không hy vọng con gái mình hạnh phúc. Trương nhân thấm thía dặn dò nàng. Cũng được, cũng được. Đưa nàng đến tay người yêu nàng, như vậy nương cũng không thẹn với nàng. chút tư gia sinh này là người yến vương phủ chúng ta, chết là quỷ yến vương phủ, trừ phi nàng cùng phụ vương ngươi vỗ tay đoạn thân, bị loại bỏ gia phả. Ngu thị làm cáo mệnh phu nhân thì có thể như thế nào? Nàng còn có một đôi nhi nữ ở lại Yến Vương Phủ, tùy ý chúng ta xử lý đâu. Chúc tư gia thức thời một chút nên biết, Yến Vương Phủ đến tột cùng là ai làm chủ. Trong cung không thể so với ngoài cung, mặc cho nàng thủ nhãn thông thiên, còn có thể trèo núi lấp biển sao. Nàng nếu thật có thể lung lạc quân tâm, để cho bệ hạ đối với nàng yêu không nở buông, đối với Yến Vương Phủ mà nói chỉ biết dệt hoa trên gấm. Xét cho cùng, chúc tư gia đều là nữ nhi Yến Vương Phủ đi ra ngoài, đại biểu cho thể diện Yến Vương Phủ. Càng đại biểu cho thể diện của đảng ngoại thích. Nếu nàng có thể vì thiên tử sinh hạ lân nhi, thậm chí may mắn được phong làm thái tử. Địa vị Yến Vương Phủ chỉ nước lên thì thuyền lên, áp đảo tất cả quý tộc. Tư nghi của nàng cũng sẽ được mọi người theo đuổi. Ngu thì cùng nàng ba cái kia hạ tiện phôi tử, đời này chỉ có làm đá kê chân mệnh trương nhân thần sắc càng thêm chắc chắn. Trong vòng ba ngày, vì ngươi nhất định sẽ chủ động tìm tới tiểu hồ ly tinh kia. Chỉ còn nợ gió đông. Sân bóng ngựa, thánh giá yến tu lên sân khấu trong sự chú ý của vạn người. Cùng dĩ vãng cô đơn cái bóng bất đồng, lúc này, trên kiệu đế vương đi theo còn có một tuyệt sắc nữ tử. Người gặp qua chút tư gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngày xưa đồn đãi thứ nữ yến vương phủ này mỹ mạo có thừa mà phong thái không đủ một cổ keo kiệt, thế cho nên mỗi người đều cho rằng chút Tư Gia là một mỹ nhân đầu gỗ. Nhưng nữ tử bước đi nhẹ nhàng, ung dung thanh thản bên cạnh đế vương kia, lại thắng phong phạm của Thái Hậu năm đó. Nụ cười trên mặt Trương Thái Hậu ý vị sâu xa. Thiên hạ này ai không biết, nàng thích nhất trang điểm đậm. Chương 10 Chồng trước ca trước mặt mọi người rơi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mặt trời chó chang lên đầu, khó cản ngựa trên sân bóng khí thế ngất trời chỗ ngồi của chút tư gia ở bên trái long ỷ bên phải long ỷ là trương thái hậu từ khi nàng vào sân vẻ mặt thái hậu vẫn mang theo một tia vi diệu thẳng đến khi nàng ngồi xuống tầm mắt thái hậu thường xuyên xuyên qua yến tu quét tới trên người nàng giống như yến tu người này không tồn tại đại thần thấy rõ mọi việc đem tâm tư yến tu đoán được bảy tám phần hoàng đế và thái hậu không hòa thuận cũng không phải là bí mật bệ hạ giống trống khu chiên, mang theo sủng phi có được dung nhan tuyệt thế xuất hiện, trên tranh trang điểm giống như Thái Hậu, kinh diễm vô số người trên sân, đồng thời cũng công khai kích thích Thái Hậu. Thái Hậu đã già. Không có vương triều vĩnh hằng, càng không có mỹ nhân vĩnh hằng. Một thế hệ người mới đổi người cũ, nàng lúc còn trẻ là danh thiên hạ đại mỹ nhân, được xưng là đại tần Minh Châu, nhưng hôm nay, thuộc về nàng thời đại tại dần dần phai màu càng là trẻ tuổi mỹ mạo nữ nhân sắp thay thế nàng một lần nữa biên soạn sử sách nàng sao có thể cam tâm ngoại trừ thái hậu bất kể ở chân trời xa xôi cũng gần ngay trước mắt cũng được bất luận là người đại tần hay là người ngoại tộc vô số ánh mắt hoặc tò mò hoặc ghen tị hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc khát khao đều hướng chút tư gia ném tới loại ánh mắt này nàng so với người ở đây đã trải qua cả đời nếu đổi lại là thiếu nữ tuổi ngọc bích cho dù đã trải qua nhiều sóng to gió lớn hơn nữa loại thịnh cảnh này trong lòng nhiều bao nhiêu ít cũng sẽ khó chịu nhưng nàng đã sớm tập mãi thành thói quen tự nhiên ứng đối yến tu đối với nàng mắt xanh nhìn nhau vốn tưởng rằng cô sẽ luống cuốn trong trường hợp lớn như vậy không nghĩ tới có thể từ trên người nàng nhìn thấy phong phạm đại quốc của đại tần yến tu tâm tình thật tốt cười như gió xuân khiến vô số quý nữ thẹn thùng cúi đầu trận tuần ưng hôm nay do yến hành tiến hành tổ chức Chúc tư gia đối với thuần ưng hội kỳ thật cũng không có bao nhiêu hứng thú, lại càng không muốn nhìn thấy Yến Hành, đơn giản trực tiếp chuyển ánh mắt đến khu vực Yến Vương Phủ. Mùi mùi cùng đệ đệ phân tịch mà ngồi, hai người bây giờ không dám đem ánh mắt nhìn về phía nàng chỗ này, chỉ có thể nhìn chầm chầm trên sân. Những sứ thần nước yếu này dùng hết tất cả vốn liếng, mưu toan làm náo động thịnh hội đại tần, cho đại tần đủ thể diện đồng thời có thể trợ giúp đại tần tuyên dương quốc uy. Quan trọng hơn là, trong lòng bọn họ biết rõ ràng chỉ cần lấy lòng vị đế vương trẻ tuổi tuấn mỹ trên địa vị cao kia tâm tình hắn tốt lên tùy tiện mở miệng là có thể ký các loại hiệp nghị và hiệp ước lợi tại thiên thu đối với nước yếu vô số vinh hoa phú quý sẽ từ khe ngón tay của hắn lộ ra nhao nhao tràn vào quốc thổ của bọn họ để cho bọn họ có cơ hội cường thịnh sứ giả vu điền quốc ở dưới đài ra sức triển lãm giống như sừng xấu xí Bên ngoài là triển lãm mảnh ưng mà 18 dũng sĩ bọn họ đồng tâm hiệp lực bắt được, kỳ thực là đang ra sức lấy lòng Yến Tu, triển lãm chỗ vu điền có thể dùng. Yến Tu đối với loại bán mạng lấy lòng này vẫn luôn ai đến cũng không cự tuyệt. Cảm giác nắm trong tay người khác thậm chí vận mệnh nước khác, thật sự làm cho hắn như si như say, từng có người không biết sống chết hỏi qua hắn, có phải bởi vì lẽ loi một mình, cảm giác cô tịch thống khổ ở chỗ cao không chịu nổi lạnh hay không? Đau đớn nếu là vị trí này màu nền là thống khổ, trăm ngàn năm qua các đại vương triều đã sớm định chỉ không ngừng thay đổi lịch trình. Yến Tu nhìn về phía dưới đại ánh mắt nhiễm càng thêm cuồng vọng mê say. Hùng ưng được thả ra khỏi lòng giam, khi hoàn toàn đứng lên lại so với một người một ngựa còn cao lớn hơn. Yến Hành vốn là văn nhân, hắn cưỡi trên ngựa, buông lỏng dây cương nhìn chung quanh trong sân, hắn đưa lưng về phía lòng giam chủ trì trật tự trong sân, không hề dự đoán được con ưng kia bỗng nhiên đứng thẳng ở phía sau hắn ngựa dưới thân hắn chấn kinh phát ra một tiếng rít dài móng trước nâng lên thật cao không cẩn thận liền đem yến hành ngã xuống ngựa nửa đêm trời đổ một trận mưa nhỏ bùn đất dưới chân còn hơi lầy lội quân tử nhẹ nhàng áo trắng thắng tuyết chật vật nền xuống mặt đất dính bùn nửa người tự như bạch lan không lưng trong gió bắc hiu quạng thật đáng thương bảo vệ vương gia giật vương gia tuần ưng còn chưa bắt đầu, khán giả trên khán đài đã sợ tới mức hoang mang, nhào nhào thét chói tai. Hộ lông vệ mang theo mặt nạ đặc thù, mặc trang phục phi ngư màu hải đường, không biết từ nơi nào đột nhiên chui ra, một tay mang yến hành còn chưa kịp phản ứng rời khỏi hiện trường. Ngay khi mọi người cho rằng, đầu hung ưng này lại sẽ tìm kiếm mục tiêu tiếp theo quấy phá, vu điền sứ giả dùng tiếng đại tần dập đầu, xấu hổ bất an hướng yến tu giải thích. Tôn kính đại tần bệ hạ, xin tha thứ chúng ta vô tâm chi thất, con hùng ưng này bị chúng ta đút qua dược, vừa rồi chỉ là giảng gân cốt. Tại hạ lấy trên cổ đầu người đảm bảo, tuyệt sẽ không lại phát sinh bất cứ chuyện gì ngoại ý muốn. Tai nạn Yến tu ngược lại cảm thấy chuyện ngoại ý muốn vừa rồi phát sinh kỳ diệu, bộ dáng yến hành ngã trên mặt đất nhiễm bụi bậm, ngu xuẩn lại buồn cười đến mức làm hắn bật cười. Hắn nhướng đuôi mày, trong mắt là ý cười không nén được. Không sao, tiếp tục. Yến Hành được người đỡ lên kháng đài. Các loại công chúa, thân vương quận vương cùng bá hầu tọa thứ, theo đẳng cấp thiết lập ở Long ỷ bên trái. Cho nên bên cạnh chúc tư gia là mấy vị công chúa sớm xuất giá, vị trí bên cạnh các nàng thuộc về tương vương và giật vương. Yến Hành ngồi cách nàng không đến một trượng. Khí tức và nhất cử nhất động trên người hắn nàng quá mức quen thuộc, cho dù dính nhiều bùng ướt như vậy, nàng nhắm mắt lại, vẫn có thể phân biệt phương vị của Yến Hành chúc tư gia ngồi thẳng người nghiêng đầu về phía yến tu một chút tuy rằng cứ như vậy sẽ khiến nàng đối diện với ánh mắt thường xuyên đánh giá của thái hậu nhưng dù sao cũng tốt hơn đi xem yến hành yến vi vốn ở địa phương khác xem đấu thú thấy mấy huynh đệ tỷ muội đều tràn đầy quan tâm vây quanh yến hành trong lòng khó trách chỉ có thể lưu luyến chạy về vị trí của mình lục ca huynh không sao chứ muội thấy huynh mới vừa ngã không rõ có muốn truyền ngự y không Hắn mở quạt xếp trong tay, mang theo mùi thơm ngát của tuyết trúc nâng cao tinh thần tỉnh táo, hảo tâm quạt gió cho Yến Hành. Yến Hành hiện tại đau đầu muốn nứt ra, ngay cả khí lực trả lời cũng không có. Kỳ quái, hắn mới vừa rồi rõ ràng không có ngã vào đầu, vai của hắn bị thương tương đối lợi hại nhất. Nhưng hiện tại toàn thân hắn đau nhất chính là đầu. Hắn nhớ rõ ràng, sự việc xảy ra đột ngột, cảnh tượng trong mắt hắn nhất thời trời đất quay cuồng. Hắn nhìn thấy trên đài cao nữ nhân mặc hoa phục màu đỏ bên cạnh đế vương, nàng vốn nhìn chầm chầm xa xa, nhưng một khắc hắn ngã xuống, hắn lại nhìn thấy nữ nhân kia cục mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tất cả đều là thần sắc chán ghét. Lập tức, nàng cùng Yến Tu đồng bộ, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, sau đó lại nhanh chóng buông xuống, khôi phục biểu tình bình thường, không chú ý hắn nữa. Giống như vừa rồi trong nháy mắt ngắn ngủi kia đều là ảo giác của hắn. Là ảo giác sao? Yến Hành chính mình cũng phân không rõ. Dù sao, hắn cùng cái này đã từng vị hôn thê không quá quen thuộc, hắn đối với nàng tất cả hiểu biết toàn đến từ nàng đích tỷ trong miệng. Nếu cô thật sự chán ghét anh, sẽ là lý do gì đây? Yến Hành bất giác đem dư quan khóe mắt quét về phía Long Ỷ. Hắn thoáng nhìn chính là một góc đuôi váy đỏ rực của nàng, chỗ làng váy theo một đóa mẫu đơn nở rộ. Vương gia, trước khi kết hôn thần nữ đã thất trinh để tránh làm bẩn danh dự của ngài, xin ngài tặng cho thần nữ một phong hưu thư. Vương gia, vang cầu ngài. Ta thật sự rất đau. Trong đầu, bỗng nhiên hiện lên những cảnh tượng ly kỳ lại xa lạ này.